Phượng Ẩn Thiên Hạ, tác giả Nguyệt Xuất Vân, chương 1 mở đầu. Hoa Chư Vũ, nàng là thế lực oai phong nơi chiến trường, đánh đầu thắng đó, là một trong tứ đại tuyệt thế nam tử. Tây Tu La, nàng có một cây ngân thương, đi tới đâu cũng khiến quân địch sợ mất mật. Nàng cũng chính là thiên kim tiểu thư Hòa Phủ, cũng có khát khao sống một cuộc sống bình thường như bao người con gái khác. Chỉ vừa gả cho một người, người đó đã từng bước gây bao khó khăn cho nàng. Đối mặt với từng lần hãm hại, nàng hở hững cười lạnh, cướp pháp trường, che giấu thân phận, lập mưu trên chiến trường, giả trang vào cung, trở thành một tiểu thái giám thành tú. Mỗi bước đều như đi trên gai nhọn, vừa phải hòa giải các thế lực lớn, lại phải vừa đẩy những tầng sương mù hai bên, tránh né hỏa diệt môn. Cơ Phượng Ly, tả tướng Nam Triều, còn có danh hiệu đệ nhất công tử Nam Triều, nho nhã thâm hiểm, lần đầu gặp gỡ là đêm động phòng cùng với Hoa Chư Vũ. Hắn cho nàng một ly rượu độc và một bức hưu thư. Lần thứ hai gặp lại là khi ở trên chiến trường, hắn là giám quân của phụ thân nàng. Lần thứ ba gặp nhau là ở trên pháp trường, hắn là giám trảm giết chết cả gia đình nàng. Mỗi lần hắn và nàng gặp nhau đều kèm theo mùi mưa máu chết chóc, tàn nhẫn vô tình, khiến nàng hận hắn, hận tới tận xương. Trong mắt Hoa Chư Vũ, hắn là một tên tiểu nhân vô sỉ, ti tiện bỉ ổi, tàn nhẫn. Mà trong mắt hắn, Hoa Chư Vũ cũng là một thái giám chuyên gây tai họa và rắc rối. Mỗi lần họ gặp nhau đều âm thầm giao chiến, xem đến cuối cùng ai sẽ ở lại cuối cùng, là ai áp đảo ai. Tiêu Dận, thái tử Bắc Triều, một trong tứ đại tuyệt thế nam tử Bắc Tử Bằng, lạnh lẽo đầy khí phách. Hắn ném công chúa hỏa thân Hoa Chư Vũ vào trại quân kỹ, bởi vì nàng không phải là người phụ nữ hắn muốn cưới. Hắn phế bỏ hai tay nàng vì tiếng đàn của nàng khiến hắn bại trận, không ngừng tra tấn, cuối cùng là ai tra tấn ai. Sự mạnh mẽ của nàng, tài hoa của nàng khiến hắn ái mộ. Nhưng khi dễ tình đã đâm sâu, hắn lại phát hiện nàng là muội muội đã thất lạc nhiều năm của hắn. Từ nay về sau, hắn chỉ đành chôn sâu đoạn tình cảm này, hợp hợp tan tan, cho tới khi hắn biết nàng không phải là muội muội ruột của hắn. Thế sự đã xoay vần, lần sau gặp lại, không phải nàng chết thì ta sống. Hoàng phủ Vô Song, thái tử Nam Triều ngang tàng bạo ngược. Hắn có vẻ ngoài thiên thần, nhưng bên trong chính là một ma vương. Đắc tội với hắn giống như đắc tội Diêm Vương. Hắn vung tay lên là giết người, vung tay lên là thiến người. Lúc nàng mặc giả nam trang đã vô ý đắc tội hắn, hắn liền hoạn nàng thành thái giám. Từ đó về sau, trong thâm cung có thêm một thái giám luôn luôn ở bên cạnh hắn. Có người nói nàng là yêu nghiệt mê hoặc chủ nhân, hắn lại vui lòng gánh họa thay nàng. Có người nói nàng phản bội hắn, nhưng hắn chỉ tin tưởng nàng. Doanh Sơ Tà, tướng quân Nam Triều, một trong tứ đại tuyệt thế nam tử Tây Tu La, trên mặt đeo mặt nạ, trong tay cầm một cây ngân thương sắc bén, trên chiến trường nuốt sống không biết bao nhiêu người. Đấu Thiên Kim, Thụy Vương Đông Yến, là một trong tứ đại tuyệt thế nam tử, một trong những người giàu có nổi danh, tà mị yêu nghiệt. Quần áo của hắn chỉ có một hoa văn duy nhất, hình đồng tiền. Vũ khí của hắn cũng là ba đồng tiền vàng rực rỡ. Người hắn cũng đầy hơi tiền, lần đầu gặp nhau, hắn đã muốn cưới nàng làm vợ. Chuyện này rốt cuộc là sao? Là muốn người ta cảm kích hay có âm mưu khống chế người khác? Dung Lạc, vẻ ngoài thần bí cũng chỉ có thần bí. Dưới ánh sáng mặt trời hòa hoãn sau trưa, phẩm một ly trà thơm, nghe một khúc huyền âm thì thật đúng là một chuyện khiến người ta thỏa mãn. Nhưng nếu ở trên chiến trường đột nhiên nghe thấy tiếng đàn, không thể nghi ngờ sẽ khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ. Mà lúc này ở Nương Tử Quan phía tây bắc, kỵ binh Bắc Triều bao vây Nương Tử Quan Nam Triều. Quân sĩ Bắc Triều đang nổi trống khiêu chiến, vô cùng kiêu ngạo cản rỡ. Bỗng nhiên một khúc đàn du dương vang lên, lúc ẩn lúc hiện như từ phương trời xa xôi chuyển đến. Đây là một điệu nhạc cổ xen lẫn trong tiếng trống trận âm vang, nhưng lại rất rõ ràng, uyển chuyển, lưu luyến du dương, cực kỳ lay động lòng người. Bắc quân đang ầm ĩ đột nhiên yên tĩnh lại, ngừng nổi trống, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tường thành Nương Tử Quan không biết từ khi nào đã có thêm một bóng người màu đỏ. Ở trên chiến trường, thứ có màu đỏ mà các quân sĩ nhìn thấy ngoài máu cũng chỉ có máu.
chưa từng thấy ai mặc một màu đỏ kỳ lạ. Chưa từng thấy ai mặc màu đỏ một cách lạ thường như vậy. Cô nương mặc áo đỏ xuất hiện đột ngột này làm lòng quân sĩ Bắc Triều chấn động. Tất cả đều nghĩ tới một người. Ở Tây Cương, Nam Triều gần đây đại thắng quân Tây Lương, đều dựa vào sự trấn thủ Tây Cương của Bình Tây Hầu, Hoa Mục tướng quân. Nghe nói dưới trướng tướng quân Hoa Mục có một viên danh tướng, tên là Doanh Sơ Ta, võ nghệ cao cường, mưu kế vô song. Nam Triều sở dĩ có thể đại bại Tây Lương, không thể bỏ qua công lao của hắn. Nghe đồn Doanh Sơ Ta là một đứa trẻ mồ côi, không tên không họ. Hắn tự mang họ Doanh, có nghĩa là trận nào cũng phải chiến thắng. Quả nhiên, từ khi hắn tổng quân tới nay, chưa bao giờ chịu thua. Trong 2 năm ngắn ngủi, liền từ một quân tốt vô danh trở thành một tướng quân khiến quân Tây Lương vừa nghe tên đã kinh hồn bạt vía. Quân Tây Lương gọi hắn bằng một biệt hiệu, Ngân Diện Tu La. Nghe đồn hắn luôn đeo mặt nạ, chưa từng có ai nhìn thấy chân dung của hắn. Còn về dung mạo của hắn, đã có rất nhiều lời đồn thổi. Có người nói hắn còn đẹp hơn rất nhiều so với nữ nhân. Tướng quân Hoa Mục vì không muốn vẻ yêu nghiệt kia làm rối loạn tâm trí binh sĩ, liền ra lệnh bắt hắn đeo mặt nạ che mặt. Cũng có người nói hắn rất xấu xí, không thể không lấy mặt nạ giấu đi. Nghe thấy tiếng đàn, Bắc quân liền nghĩ tới hắn, bởi vì bên người hắn có một tùy tùng là người con gái mặc áo đỏ. Mỗi lần xuất chiến, nàng sẽ tấu một khúc nhạc vì hắn. Lúc này tiếng đàn và người con gái áo đỏ đều xuất hiện ở Nương Tử Quan. Chẳng lẽ Doanh Sơ Tà đã từ Tây Cương tới vùng Tây Bắc này? Bắc quân đều vô cùng sợ hãi, nhưng cũng có vài phần tò mò. Tiếng đàn uyển chuyển du dương, véo von trầm bổng, khiến người nghe như say như mê. Thủ lĩnh Bắc quân là Trương Tích, nhìn bóng người màu đỏ trên tường thành, trên môi nở nụ cười lạnh như băng. Hàn rút cung tiễn phía sau lưng ra, kéo cung cải tên. Tiếng dây cung vang lên, mũi tên như sao xa mang theo sát khí dày đặc, nhắm thẳng về phía cô nương mặc áo đỏ trên tường thành. Hơn 1.000 lính Bắc quân đang chờ một tiếng kêu thê thảm vang lên. Bởi vì tài bắn cung của thủ lĩnh bọn họ rất chính xác, chưa bao giờ thất thủ. Nếu hắn đã nhằm vào trán, nhất định sẽ không bắn vào cằm. Mà lúc này, chỗ hắn bắn tới là cổ họng. Cô nương đánh đàn kia chắc hẳn chết không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng tiếng kêu thê thảm trong tưởng tượng cũng không có phát ra. Chỉ thấy trên tường thành hiện lên một đạo ánh sáng trắng. Mũi tên kia không biết bị thứ gì đánh trúng, bay chật vương hướng, bắn trúng vào lỗ châu mai. Trong nháy mắt, một binh sĩ chỉ vào cánh cửa đang đóng phía xa. Mọi người nhìn kìa! Chỉ thấy cửa thành Nương Tử Quan từ từ mở ra, một đội kỵ binh mặc áo giáp chạy ra. Dẫn đầu là một binh sĩ cầm cờ xí, bên trên thêu một chữ Doanh rất lớn. Sau đó chỉ thấy con ngựa trắng chạy ra khỏi thành, bên trên có một viên tiểu tướng ngồi ngay ngắn, áo giáp bạc, đầu đội nón sắt. Bên hông đeo một cây thiên nhai minh nguyệt đao, bên yên ngựa dắt theo một cây ngân thương. Ánh chiều tà chiếu rọi trên người hắn, mũi thương sáng lấp lánh giữa ánh mặt trời, kèm với tiếng vó ngựa hóa thành một tia sáng bàng bạc. Trong chốc lát đã tới trước trận địa. Đến khi cách Bắc quân khoảng 30 bước, hắn đột nhiên ghìm ngựa chiến lại. Ngựa chiến hí dài một tiếng, đứng bất động giữa trận. Ngay lập tức, tướng quân áo trắng chăm chú nhìn về phía Bắc quân. Chiếc mặt nạ màu bạc che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt trong veo, một nụ cười duyên dáng, còn có chiếc cằm đẹp đẽ tinh xảo, cười một cách lười biếng. Thủ lĩnh Bắc quân Trường Tích giật mình sửng sốt. Không phải vì vẻ đẹp của hắn, mà là vì hắn trải đời hơn 20 mấy năm qua, nhưng chưa từng gặp thiếu niên nào có phong thái tao nhã như vậy. Mặc dù không nhìn rõ được gương mặt của hắn, nhưng toàn thân hắn lại tỏa ra một loại khí thế độc lập trời sinh, khiến người ta vừa nhìn thấy cũng không bao giờ quên. Hắn thản nhiên ngồi trên ngựa, dáng người kiên cường giống như hoa quỳnh nở rộ trong đêm mưa bụi tháng 3. Đôi mắt đen nhánh trong sáng như mực lấp lánh dưới lớp mặt nạ, khiến người ta mất hồn. Thấy ánh mắt ngây ngốc của mọi người, hắn nhếch môi, ôm quyền nói. Trương tướng quân, Sơ Tà tiến đến lĩnh giáo thường pháp của tướng quân. Giọng nói thản nhiên xuyên qua làn gió lạnh lẽo của vùng Tây Bắc bay tới, giống như dòng suối mát trong suốt chảy qua triền núi. Tiếng đàn trên tường thành ngay ngay khi tiểu thương
áo trắng cất tiếng cười đột ngột tăng lên rất cao, âm điệu chuyển động. Tiếng kim loại phát ra, âm thanh vó ngựa, như tiếng sóng mênh mông rộng lớn, ầm ầm trỗi dậy, muôn hình muôn vẻ. Trường Tích khôi phục lại tinh thần, nói một câu đáp tội. Nắm chặt trường thương trong tay, giục ngựa đi lên, hai người giáp lại một chỗ. Đây không phải là một cuộc chiến cân bằng. Thực lực hai bên cách nhau rất xa, chỉ mới giao thủ hai chiêu, Trường Tích âm thầm sợ hãi. Hắn biết, không quá 10 chiêu, mình chắc chắn sẽ bại. Nhưng cũng không biết vì sao, đối phương không muốn kết thúc. Mỗi một lần mũi thương suýt đâm trúng hắn, lại ung dung đâm chạch ra ngoài. Ở trong mắt người ngoài, giống như hai bên ngang tải ngang sức, đối phương lại ra tay rất chậm. Nhưng trong lòng hắn biết, nếu Doanh Sơ Tà chỉ là tiểu tướng bình thường, sẽ không thể tính toán chuẩn xác như vậy, mỗi một lần đều ra chậm nửa nhịp, cứ như vậy từng thương một. Trường Tích gắng gượng chống đỡ, cùng Doanh Sơ Tà qua lại hơn 50 chiêu, trên trán đã chảy mồ hôi. Trong màn thương ảnh lóe lên, hắn mơ hồ nhìn thấy thiếu niên mặc ngân giáp kia đang mỉm cười. Cười tươi như vậy, giống như đùa cợt, lại giống như cuồng ngạo, cũng giống như khinh thường, mang theo ma lực khó nói nên lời. Giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn vậy. Trái tim Trường Tích run lẩy bẩy, Bắc Triều bọn họ trước nay chưa từng xâm lược phía Nam. Lần khiêu chiến này vốn chỉ muốn bắt quan chấn giữ Nương Tử Quan cho chút lương thảo và tiền bạc sống qua mùa đông. Lần nào cũng thắng lợi, bởi vì người chấn giữ Nương Tử Quan đều là bọn người sợ chết. Còn chưa kịp đánh, đã ngoan ngoãn đem lương thảo tiền bạc đưa tới để đổi lấy thành trì. So với giặc cướp cũng không khác nhau là mấy. Nhưng không ngờ lần này lại đụng phải Doanh Sơ Tà. Rõ ràng hắn đang đại thắng ở Tây Cương, phải về kinh nhận ban thưởng mới đúng. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Hắn không rõ, chỉ có thể nói mình thật xui xẻo. Khác gì một con chuột đang bị con mèo trêu đùa, sớm hay muộn cũng bỏ mạng ở đây. Hắn không cam lòng, liều mạng sau khi tránh được mũi thương của đối thủ. Lúc hai thần ngựa áp sát nhau, hắn bỗng nhiên rút bảo kiếm ra đột ngột đâm tới. Một kiếm này hắn không dám hy vọng quá nhiều, nhưng không ngờ lại có thể đâm trúng. Tướng quân mặc giáp bạc kia ôm ngựa, trong mắt có phần phức tạp làm hắn không đoán ra được. Phảng phất như đau đến cực hạn, lại phảng phất không phải như vậy. Máu tươi trên ngực theo những ngón tay thon dài của hắn chảy xuống, nhiễm đỏ chiến bào màu trắng. Tiếng đàn trên tường thành đột ngột vỡ tan, thôi thúc lòng người bi thương như cơn mưa tháng ba, khiến người ta sinh ra cảm giác thê lương, hiu quạnh. Rồi một tiếng nổ tung giống như tiếng đàn đứt đoạn, tiếng đàn không bao giờ còn nghe thấy nữa. Trong lòng Trường Tích cả kinh, có phần không dám tin. Trong lúc nhất thời đã quên đuổi theo, trở mắt nhìn tướng quân Nam Triều cứu Doanh Sơ Tà trở về. Mặc dù chủ soái bị thương nặng, Trường Tích lại vội vàng dẫn binh mã của mình quay trở lại. Chạy trên đường thật lâu, thấy không có ai đuổi theo, hắn mới ghìm chặt dây cương quay đầu lại nhìn. Nam quân sớm đã lui về quan nội. Chỉ có tường thành Nương Tử Quan vẫn nguy nga đứng vững dưới vẻ hiu quạnh của hoàng hôn, lộ ra vẻ thê lương mà tịch mịch tráng lệ. Trên tường thành, những đám mây lãng đãng trên bầu trời biến thành một màu đỏ hồng làm người ta hoa mắt tới mê muội. Tướng quân, rõ ràng người đã đâm tướng thủ thành của bọn họ bị thương, vì sao lại phải chạy trốn? Sao không nhân cơ hội bắt lấy tên Doanh Sở Tà kia? Vơ vét một chút của cải, một tên quân sĩ cẩn thận hỏi. Người thì biết cái gì? Trường Tích lạnh lùng nói. Hắn không tin một kiếm kia thật sự đâm trúng Doanh Sơ Tà. Hắn rõ ràng hoàn toàn có thể tránh được kiếm đó. Có thể tránh được, nhất định có thể tránh được. Nhưng đến ngày thứ hai, thám tử quan nội truyền tin tức đến, nói vết thương Doanh Sơ Tà quá nặng, đã mất vào đêm qua. Nghe nói Hoàng đế Nam Triều đang muốn ban thưởng Doanh Sơ Tà làm Bình Tây tướng quân, còn định tứ hôn đem tam công chúa gả cho hắn. Vốn dĩ có thể một bước lên mây, vinh hoa phú quý. Ai ngờ được, trước khi hắn về kinh thành lại trở về Tây Bắc, cũng không ngờ lại qua đời ở nơi đó. Thật đúng là ứng với một câu nói dân gian, có mệnh chịu khổ, vô mệnh hưởng phúc. Chương 1-2, rượu độc lễ hợp cẩn. Mùa xuân Giang Nam mọi năm đều đến sớm, mỗi lần năm mới vừa qua, khắp phố lớn ngõ nhỏ, chỉ cần là nơi có đất trồng,
đều bắt đầu nhú ra những mầm non xanh. Mà năm nay lại có chút khác thường. Vào đầu tháng 2, đêm đầu tiên lại tí tách có vài hạt tuyết rơi. Thời tiết cũng trở nên lạnh hơn. Trận tuyết này đã khiến dân chúng Vũ Đô trở tay không kịp, mà cũng có một chuyện đột ngột giống như trận tuyết này khiến người ta bất ngờ. Đó chính là tả tướng đương triều Cơ Phượng Ly muốn cưới thiên kim tiểu thư của Bình Tây hầu tướng Quân Hoa Mục. Xét theo dòng dõi, việc hôn nhân này là môn đăng hộ đối, hơn nữa còn là nhân duyên được ngự ban, không thể bắt mẻ, cũng có thể coi là một chuyện vui trong kinh thành. Nhưng mà trong mắt mọi người ở Vũ Đô, khoảng cách giữa hai nhân vật chính này thật quá xa. Tả tướng Cơ Phượng Ly, nhắc tới hắn, không có một ai ở Nam Triều là không biết, hắn tồn tại giống như một nhân vật truyền kỳ vậy. Năm 15 tuổi hắn đã thi đỗ trạng nguyên, tuổi còn nhỏ đã biết cống hiến sức lực cho triều đình. Trong 4 năm tiếp theo, hắn từng bước đứng vững trong triều, tạo dựng sự nghiệp, lập đức tu thân với sự tài hoa của mình. Năm 19 tuổi, hắn đã trở thành quan phủ tướng nhất phẩm, trở thành tả tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Nam Triều. Hắn không chỉ tài hoa giỏi giang, còn có dung mạo khuynh thành. Ở đế đô có biệt hiệu là đệ nhất công tử. Càng đáng quý là hắn quyền cao chức trọng nhưng rất quan tâm tới nhân dân. Thăng chức chưa đầy 3 năm, hắn đã làm rất nhiều việc mang lại lợi ích cho dân chúng, được dân chúng kính yêu. Hơn nữa nghe nói, vì hắn tuấn mỹ, ôn nhu, tao nhã, trung tình, là người trong lòng số 1 của các thiếu nữ Vũ Đô, thậm chí là toàn bộ Nam Triều. Người trong lòng của biết bao nhiêu người lại trở thành vật sở hữu của một người duy nhất. Chuyện này không biết làm bao nhiêu cô nương thương tâm. Tuy tự biết mình không xứng với cơ tướng, nhưng nếu như cơ tướng lấy một nữ nhân tương xứng, trong lòng bọn họ còn dễ chịu hơn một chút. Nhưng mà người hắn muốn lấy là thiên kim của tướng quân Hoa Mục. Ở Vũ Đô đã là thiên kim nhà quan, không ít thì nhiều cũng có một chút danh tiếng. Ví dụ như giàu có nhất, nổi tiếng nhất là thiên kim của Ôn Thái Phó, tiểu thư Ôn Tuyển. Nàng có biệt hiệu đệ nhất tài nữ đế đô, không chỉ có dung mạo khuynh thành, còn có thi họa song tuyệt, là tài nữ khó gặp. Tam công chúa Hoàng Phủ Yên, thích đánh đàn ngâm thơ, cầm kỹ khuynh tuyệt, còn có thiên kim của lại bộ thị lang, An Dung. Dung mạo tuy không sánh được với Ôn Uyển, nhưng lại có một đôi tay khéo léo, tài thêu nổi tiếng kinh thành. Số tài nữ mỹ nữ trong kinh không ít, dân thường có thể kể một mạch được hơn chục người. Nhưng mà thiên kim của tướng quân Hoa Mục, Hoa Tiểu Thư, ngay cả khuê danh của nàng mọi người còn không biết, chứ đừng nói xếp hạng số bao nhiêu. Một người không có dung mạo, không có tài năng, chỉ là một nữ nhân bình thường nhất trong số những người bình thường, ghép đôi với cơ tướng có 102 trong thiên hạ, không thể nghi ngờ là rất không tương xứng. Có lẽ đến cả trời xanh cũng không cảm thấy công bằng mới hợp thời làm ra trận tuyết này. Nhưng một trận tuyết nhỏ cũng không thể ngăn được việc vui. Vào ngày mùng 1 tháng 2, Hoa Tiểu Thư đã ngồi lên kiệu 8 người khiêng về cơ phủ. Đêm, bông tuyết nhẹ nhàng thổi. Đêm, từng bông tuyết nhẹ nhàng thổi, Hoa Chư Vũ ngồi ngay ngắn trên tấm đệm gấm đỏ thẫm, nâng những chiếc móng tay mới sơn lên, nhìn chiếc khăn van đỏ thêu uyên ương nghịch nước trước mắt, phòng mới màn che đỏ, nến hỉ long phượng, mọi thứ đều tuyên bố một cách rõ ràng, nàng đã trở thành một tân nương mới gả. Đúng là trốn không thoát, vốn nghĩ có thể tránh được, không ngờ lại xa vào một màn tứ hôn khác. Chẳng qua đối với vị phu quân chưa được nhìn thấy mặt kia, nàng vẫn có vài phần chờ mong. Tiểu thư, người vẫn nên sửa lại mặt đi, để nô tỳ trang điểm lại cho người. Người làm như vậy không sợ sẽ dọa cho cơ tướng sợ hãi sao? Nhà hoàn hội môn của nàng Đảo Sắc khẽ nói. Đảo Sắc tuy rằng đã làm nha hoàn trong Hoa phủ từ nhỏ, nhưng mấy năm nay Hoa Chứ Vũ không ở trong phủ, cho nên Đảo Sắc cũng không hiểu được tâm tính của nàng. Đảo Sắc không nghĩ ra vì sao tiểu thư lại tự trang điểm cho mình xấu xí như vậy. Mấy ngày nay Đảo Sắc đã nghe không ít những lời đồn thổi ở Vũ Đô, nói tiểu thư không xứng với tướng gia, lại nói những lời này rất bất công đối với tiểu thư.
trong mắt đảo sắc, tiểu thư so với những đệ nhất mỹ nữ, tài nữ còn xinh đẹp hơn nhiều, nhưng lại bị gắn với cái thanh danh không dung mạo, không tài đức. Hoa Chứ Vũ nhíu mày, khẽ cười nói, nếu thật sự hắn bị ta dọa sợ, thì hắn không xứng làm tả tướng, cũng không xứng làm phu quân của ta. Đảo sắc cũng giống như những cô nương khác ở Vũ Đô, sùng bái Cơ Phượng Ly một cách khó hiểu. Giờ nghe Hoa Chứ Vũ nói như vậy, nhếch miệng lên nói, chắc chắc tướng gia sẽ không bị tiểu thư dọa. Xa xa ngoài cửa vang lên những tiếng bước chân. Đạo sắc lo lắng ra hiệu Hoa Chứ Vũ phủ khăn voan đỏ lên. Hoa Chứ Vũ thấy đạo sắc khẩn trương như vậy, trên môi nở nụ cười rực rỡ như hoa. Nàng vừa mới phủ khăn voan lên, cửa phòng đã bị đẩy ra, một cỗ hàn khí sắc bén tiến vào. Tất cả lui xuống đi. Một giọng nói tào nhã vang lên, nhẹ nhàng như gió nam ấm áp, khiến người ta có cảm giác bình yên. Đạo sắc đã sớm cúi đầu xuống, lại theo mấy vị thị nữ mới vào lùi ra bên ngoài, cách một lớp khăn van đỏ thẫm. Hoa Chứ Vũ cũng không biết Cơ Phượng Ly đang làm gì, chỉ là rất lâu sau hắn cũng không tới vén khăn van của nàng lên. Thời gian lặng lẽ trôi, Hoa Chứ Vũ ngồi ở trên giường ung dung thư thái. Muốn dò khả năng nhẫn lại sao? Nàng sao có thể thua dễ dàng như vậy? Một lúc lâu sau, trong phòng cũng phát ra tiếng động rất trong veo, là âm thanh của từng giọt rượu được rót ra chén. Một bàn tay thon dài cầm chén rượu đưa tới trước mặt Hoa Chứ Vũ. Chén ngọc lưu ly thấm màu đỏ nhạt, trong suốt không tỉ vết. Rượu cũng có màu đỏ như màu son nữ nhân, rất đẹp. Không biết là loại rượu gì, Hoa Chứ Vũ chưa bao giờ uống qua. Rượu dùng trong lễ hợp cần của tả tướng chắc chắn không phải là loại rượu tầm thường. Từng mùi hương phảng phất xông vào mũi đã chứng minh điều này. Hoa Chứ Vũ nhận lấy chén rượu, cổ tay hai người giao thoa uống một hơi cạn sạch. Rượu mới vào miệng nhạt nhẽo vô vị, sau đó sinh ra chút vị ngọt, còn tỏa ra một mùi hương tinh khiết, quả nhiên là rượu ngon. Nàng đang muốn đưa chén cho Cơ Phượng Ly, chén rượu trong tay lại tự dưng rơi xuống, ngọc trắng rơi trên mặt đất, vỡ thành mấy khối, mỗi khối lấp lánh trong suốt. Hoa Chứ Vũ nhăn mày rũ mắt xuống, thấy cánh tay của mình đột nhiên không còn sức lực gì nữa. Chương 2: Lưu ly vỡ nát. Nước sơn móng tay lấp lánh dưới ánh nến, giống như đang cười nhạo cánh tay nàng, ngay cả một ly rượu nhỏ cũng không cầm được. Là thuốc mê hay nhuyễn cân tán, hay là một loại thuốc độc khác? Vừa rồi nàng còn tán thưởng trong lòng, rượu hợp cần này thật thơm ngọt mát lạnh, thuần hơn so với thiêu đao tử nàng thường hay uống. Đây chắc là loại rượu chuyên dành cho nữ nhân, lại không ngờ tới đây chính là một ly rượu độc. Mới về kinh thành được mấy ngày, mới được an nhàn mấy ngày, sự cảnh giác của nàng đã giảm sút nghiêm trọng như vậy sao? Chỉ là có tân nương tử nào có thể nghĩ ra trong rượu hợp cần có độc đây? Khăn voan đỏ thêu uyên ương nghịch nước vẫn còn che ở trên đầu, nàng cũng muốn nhìn xem Cơ Phượng Ly có trúng độc hay không. Nhưng ngoài màu đỏ thấm trước mắt, nàng không nhìn thấy gì hết, mà lúc này đến cả sức để xốc tấm khăn voan mỏng lên cũng không có. Sức lực cả người bị rút đi, nàng không đứng nổi nữa, xuôi xuống bên cạnh giường từ từ nằm bệt trên mặt đất. Nếu là trước đây, một ly rượu độc dù có độc tới cỡ nào, nàng cũng sẽ không bao giờ khinh địch để bị hạ độc như vậy. Chỉ là bây giờ nội lực mất hết, không khác gì những người bình thường. Từ sau khi trở về kinh thành, phụ thân đã phòng bế nội lực của nàng lại, sợ nàng lại ra ngoài gây chuyện. Thật ra trong lòng nàng cũng rõ, phụ thân sợ nàng không muốn gả cho Cơ Phượng Ly, kháng chỉ đảo hôn trốn đi. Phụ thân không biết trong lòng nàng cũng có phần hâm mộ vị tả tướng trẻ tuổi này, bởi vì Cơ Phượng Ly hoàn toàn khác với những công tử thế gia khác, chỉ biết dựa vào sự che chở của gia tộc để được làm quan trong triều. Hắn là một nho sinh nghèo, thứ hắn dựa vào chính là bản thân mình. Người đâu? Giọng nói của Cơ Phượng Ly vang lên phía trên đỉnh đầu, vẫn là chất giọng nhàn nhạt như gió nam ấm áp, nhưng lúc này Hoa Chứ Vũ lại nghe ra được sự xót xao trong đó. Thật hiển nhiên, Cơ Phượng Ly không hề trúng độc,
Hoa Chữ Vũ nở nụ cười, lúm đồng tiền ở trên mặt chậm rãi lan ra, cuối cùng ngưng kết lại, hóa thành một mảnh sương lạnh. Nàng sớm nên nghĩ ra, Cờ Phượng Ly là loại người như thế nào, quyền lực của hắn ở trong thiên triều, dưới một người trên vạn người. Trên đời này, có ai có thể hạ độc được hắn, trừ khi Cờ Phượng Ly tự hạ độc chính mình. Có hai thị nữ cẩn thận đi tới, thu dọn những mảnh ngọc lưu ly vỡ nát bên dưới. Một mảnh nhỏ đâm phải đầu gối của nàng, nhưng hai thị nữ kia không phát hiện ra. Cảm giác sắc nhọn đau đớn ở đầu gối như đang nhắc nhở nàng, tất cả những chuyện này không phải là mơ. Vì sao? Hòa Chứ Vũ lạnh lùng hỏi, vì sao hắn phải làm như vậy với nàng, kể cả là muốn hủy bỏ hôn ước cũng không đến nỗi hạ độc nàng chứ? Nàng không nghĩ ra, đây là người trong lòng số một của các thiếu nữ vũ đô sao? Không nghe thấy tiếng trả lời của hắn, chỉ cảm thấy được đôi mắt sáng quắc đang nhìn về phía nàng, sắc bén mà âm trầm. Trong lòng Hoa Chữ Vũ dâng lên một cảm giác chấn động. Người có ánh mắt sắc bén như vậy, sự tồn tại của hắn khiến người khác không thể coi thường. Cánh tay nam nhân thon dài chậm rãi dò xét tới đây, đầu ngón tay chạm vào một góc khăn voan đỏ thẫm, nhìn như muốn vén khăn voan lên. Một luồng long diên hương nhàn nhạt từ ống tay áo bay tới, như có như không. Nhưng mà khi ngón tay đặt trên khăn voan đỏ, bỗng nhiên dừng lại, rồi đột ngột lùi về. Hắn không có ý định vén khăn voan của nàng. Có lẽ hắn không muốn nhìn thấy nàng. Cần gì phải hỏi chứ? Chén ngọc lưu ly kia cũng không hề hỏi, vì sao cô lại vứt bỏ nó? Giọng nói điềm tĩnh như nước, lại mát lạnh như gió mùa xuân, thổi những chiếc lá đỏ rơi xuống đất. Đương nhiên chén ngọc lưu ly không hỏi, bởi vì nó là đồ vật. Chẳng lẽ trong mắt hắn, nàng giống như chén ngọc lưu ly? Cho dù có bị rơi tới nát xương nát thịt, cũng không cần hỏi vì sao. Cũng có thể, ở trong mắt hắn, nàng không bằng một chén ngọc lưu ly kia. Lông mì của Hoa Chứa Vũ khẽ run, trên môi ngừng lại thành một nụ cười lạnh nhạt. Không còn ai nói gì nữa, yên tĩnh tới đáng sợ, thì một tiếng động dè dặt từ bên ngoài chuyển tới. Tướng gia, một thị nữ đứng ngoài cửa thấp giọng bẩm báo. Thưởng công công trong cung đến tuyên chỉ. Bảy hương án, tiếp chỉ ngay tại đây. Cờ Phượng Ly thản nhiên nói. Bọn thị nữ vội vàng mang hương án vào trong thư phòng. Chỉ một lát sau, mảnh rèm được vén lên, một tiếng bước chân phức tạp đi tới. Tiếng thái giám lớn tuổi chói tai. Hoa Chữ Vũ tiếp chỉ. Hai người thị nữ đỡ nàng quỳ gối trước hương án. Thượng công công kia bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Có thế nào thì Hoa Chữ Vũ cũng không thể ngờ tới. Thánh chỉ này lại ban cho nàng. Bảo sao Cờ Phượng Ly cho bảy hương án ở đây. Lúc này cũng bái đường xong, hắn đã vội vàng rời đi. Nghe nói phải vào trong cung. Tất nhiên hắn biết thánh chỉ này là dành cho nàng. Nói không chừng thánh chỉ này còn do hắn mời tới. Ý tứ thánh chỉ rất đơn giản, phong Hòa Chữ Vũ nàng làm Mộ Vân công chúa, gả đến Bắc Triều hỏa thân. Hỏa thân, nếu như nàng nhớ không lầm, người phải đi Bắc Triều hỏa thân là thiên kim của Ôn thái phó Ôn Uyển. Từ khi Nam Triều đại thắng Tây Lương, thế lực của Nam Triều ngày càng hùng mạnh. Đông Yến cùng Bắc Triều đều phái sứ giả đến thiết lập quan hệ. Mấy ngày trước, Hiển Vương Bắc Triều đã thay mặt thái tử của họ tới cầu thân. Người gả qua bên đó sẽ trở thành thái tử phi. Nhưng mà không có ai nguyện ý đi hỏa thân. Nguyên nhân không có gì khác. Trong bốn nước, khí hậu Bắc Triều khắc nghiệt nhất. Người Nam Triều sống ở đó không hợp. Tiền Triều từng có một cô công chúa tới Bắc Triều hỏa thân, vì không thích ứng được với khí hậu lạnh lẽo, khắc nghiệt ở đó. Chưa đầy vài năm đã bị phong hàn, tuổi còn trẻ mà đã hương tiêu ngọc vẫn. Hoàng thượng chỉ có một cô công chúa là Hoàng Phụ Yên, từ nhỏ đã được nuông chiều sủng ái. Đương nhiên không nỡ gả công chúa bảo bối của mình tới tái ngoại chịu khổ. Vì thế đã đồng ý chọn ra một trong các thiên kim của quan đại thần. Sứ giả Bắc Triều đem danh sách những vị thiên kim có tiếng tăm lừng lẫy ở Vũ Đô viết thành một quyển sách, mang lên lưng ngựa gửi lại cho Bắc Triều. Cuối cùng, thái tử Bắc Triều tuyển chọn thiên kim Ôn thái phó, Ôn Tuyển. Tuy Ôn Tuyển không muốn,
nhưng thánh mệnh không thể nào không tuân. Nghe nói lễ bộ đã phái 200 tinh binh, sáng sớm mai sẽ đi cùng sứ giả Bắc Triều, hộ tống Ôn Uyển về Bắc Triều. Mà hiện tại hoàng thượng lại đột ngột hạ chỉ, bao nàng đến Bắc Triều hòa thân. Lão hoàng đế hình như đã quên, nàng vừa mới tuân theo ý chỉ của ông ta gả ra ngoài. Nhưng mà trong thánh chỉ của hắn, một chữ cũng không nhắc tới chuyện này, chỉ gọi nàng là Hoa tiểu thư. Hoa tiểu thư. Lật tay làm mây, úp tay làm mưa, một tay che trời chính là như vậy sao? Vì ông ta là hoàng đế. Thánh chỉ tuyên đọc xong, Thưởng Công Công nâng cao thánh chỉ trong tay, kiều càng nói, mời Hoa tiểu thư tiếp chỉ. Hoa chữ vũ quỳ không thể động đậy, cũng không nói gì, trong phòng im lặng như tờ. Mời Hoa tiểu thư tiếp chỉ. Thưởng Công Công cao giọng nhắc lại, nếu có thể Hoa chữ vũ sẽ không cử động, nhưng cho dù nàng không muốn, hai thị nữ vẫn mạnh mẽ nâng tay nàng dậy, cầm lấy tay nàng tiếp nhận thánh chỉ màu vàng kia. Khi chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy người là dao thớt, ta là thịt cá, thật bất lực. Từ khi chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác nhục nhã khi rơi vào sự sắp đặt của người khác. Chậm đã, nàng từ từ mở miệng, giọng nói không cao, giọng điệu cũng rất đạm bạc, nhưng mà ai cũng có thể nghe ra trong giọng nói bình tĩnh này mang theo sát khí lạnh như băng. Chương 3. Hư thê. Hai thị nữ nâng Hoa chữ vũ không kìm được run lên, không rõ vì sao lại nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với người trước mắt. Hoa tiểu thư còn điều gì muốn nói? Chẳng lẽ muốn kháng chỉ hay sao? Giọng nói Thưởng Công Công rất không thoải mái. Nếu như có thể, nàng thật sự muốn kháng chỉ. Nhưng Hoa chữ vũ biết, nàng tuyệt đối không thể làm như vậy. Phụ thân nàng Bình Tây Hầu Hoa Mục luôn trung thành và tận tâm với triều đình. Nếu như nàng kháng chỉ, người đầu tiên muốn xử tử nàng e rằng không phải ai khác mà chính là phụ thân của nàng. Có lẽ vì sự ngu trung này của ông, Viêm Đế mới đối xử với Hoa gia bọn họ như vậy. Hoa Mục ở biên cương lập được vô số chiến công, nhưng Viêm Đế vẫn luôn lấy lý do vùng biên cương bất ổn, 10 năm liền không cho ông trở về kinh thành. Ngay cả lúc này, khi Hoa gia quân của bọn họ đại thắng Tây Lương, khiến Tây Lương phải dâng lên 5 tòa thành để giảng hòa, cả nước vui mừng, không biết có bao nhiêu tấu chương dâng lên yêu cầu ban thưởng cho bọn họ, Viêm Đế mới không thể không cho phụ thân trở về kinh thành lĩnh thưởng, phong cho ông làm Bình Tây Hầu. Còn người con gái không dung mạo, không tài đức như nàng, được ban thưởng một cuộc hôn nhân người người hâm mộ. Nhưng hiện tại, bỗng nhiên Viêm Đế lại cho nàng đi hỏa thân. Chuyện này chắc chắn có khúc mắc mà nàng không biết. Nhưng mà sớm muộn gì, nàng cũng sẽ điều tra rõ ràng. Còn bây giờ, muốn nàng tiếp chỉ, cũng không dễ dàng như vậy. Hoa chữ vũ trấn tĩnh lại nói, Thưởng Công Công, thần nữ bây giờ không phải Hoa tiểu thư, mà là cơ phu nhân. Thật sự không biết có nên tiếp nhận thánh chỉ này hay không. Hôn sự của thần nữ và cơ tướng cũng là ý chỉ của hoàng thượng. Nếu còn tiếp đạo thánh chỉ này, không phải kháng lại ý chỉ trước hay sao? Thần nữ thật không biết nên làm thế nào cho phải. Giọng nói thản nhiên, không hề để ý tới những người khác. Thưởng Công Công không ngờ bị Hoa chữ vũ hỏi hắn như vậy. Tứ hôn đúng là ý chỉ của hoàng thượng, bây giờ hạ chỉ hòa thân cũng là ý của hoàng thượng. Đáng lẽ phải có một thánh chỉ phế bỏ hôn ước nữa, nhưng hoàng thượng lại xem nhẹ chuyện đó. Thưởng Công Công có phần khó xử, do dự không biết có nên về cung xin thêm một đạo thánh chỉ nữa hay không. Nhưng như vậy, hoàng thượng chắc chắn sẽ lôi hắn ra trách tội, làm việc chẳng ra sao. Hắn lập tức bối rối, nhìn về phía Cơ Phượng Nghi, cười lấy lòng, cẩn thận hỏi hắn, tướng gia, người xem. Cơ Phượng Ly nhìn ngọn nến đỏ đang cháy, đôi mắt đen thẫm như mực, phản chiếu ánh sáng ưu nhã. Hắn quay đầu mỉm cười với Thưởng Công Công, phân phó thị nữ bên cạnh, mang giấy bút tới đây. Thị nữ nhanh chóng bước ra ngoài, chỉ trong chốc lát, giấy và bút mực đã được đưa tới, dọn sạch những đồ điểm tâm trên bàn. Bày tờ giấy tuyên thành ra, đem cây bút đưa tới tay Cơ Phượng Ly. Cơ Phượng Ly tiếp nhận cây bút chấm mực, viết thoăn thoắt xuống giấy. Chỉ trong chốc lát, trên tờ giấy trắng đã phủ kín chữ.
Thị nữ cầm lấy chữ viết chưa khô lên, nhẹ nhàng thổi qua, rồi đưa đến tay Hoa Chữ Vũ. Trên nền giấy trắng, chữ đen như mực. Chữ viết như giọng bay phượng múa, tự nhiên phóng khoáng khiến Hoa Chữ Vũ rất tán thưởng. Chỉ đáng tiếc, tờ giấy này chính là một tờ hưu thư. Hoa Chữ Vũ nhìn hai chữ hưu thư nổi bật trước mắt, ý cười lành lạnh từ từ lan rộng. Đôi mắt kiêu ngạo thoáng hiện lên nét bi thương. Chuyện đời thật khó lường, nàng không ngờ tới Hoa Chữ Vũ nàng cũng có một ngày nhận được hưu thư. Cử Phượng Ly không hổ là phụ tướng xuất sắc nhất Nam Triều. Có lá hưu thư này, mọi chuyện sẽ trở thành Cử Phượng Ly hưu nàng trước. Sau đó hoàng đế mới ban thêm một chiếu chỉ khác cho nàng đi hỏa thân. Hoàng đế không cần phải phế bỏ đạo chiếu chỉ cũ, cũng không có ai nói hoàng đế lật lọng. Không hổ là cơ thừa tướng, chữ viết cũng rất đẹp. Hoa Chữ Vũ thật vinh hạnh có được nét bút của cơ thừa tướng, nhất định ta sẽ trân trọng. Nàng miễn cưỡng nói ra từng chữ, nhưng trong giọng nói đều là sự không phục, không giống như già vẻ, giống như nàng thật yêu thích nét chữ của Cử Phượng Ly. Nàng không hề sợ hãi, theo lý thuyết, chuyện xảy ra tối nay nếu là một người con gái khác, không khóc tới đẫm nước mắt cũng sẽ phát điên lên. Nhưng Hoa Chữ Vũ không khóc, cũng không phát điên, thậm chí còn không có lấy một câu oán hận. Có phải người này đã bị choáng váng quá không? Sao có thể bình tĩnh như vậy? Làm phiền hai vị tỷ tỷ thay Hoa Chữ Vũ nhận tiếp thánh chỉ. Hoa Chữ Vũ cảm ơn trước. Hoa Chữ Vũ mỉm cười với thị nữ bên cạnh. Thị nữ nghe vậy nhận lấy thánh chỉ trong tay Thượng Công Công, nhét vào trong tay Hoa Chữ Vũ. Tối nay mời Mộ Vân công chúa tạm ở trong cung, sáng sớm mai sứ giả Bắc Triều sẽ tới hoàng cung đón công chúa. Thượng Công Công cất cao giọng nói, hắn thay đổi xưng hô thật nhanh, đã kịp sửa từ Hoa tiểu thư thành Mộ Vân công chúa. Cùng nữ Thượng Công Công mang theo tiến lại, nâng Hoa Chữ Vũ lên. Trong tay áo Hoa Chữ Vũ có một tờ hưu thư, tay áo còn lại có một tờ thánh chỉ hỏa thân, trên đầu còn che khăn van đỏ đi ra khỏi phòng. Nàng không thể cử động, mà cũng không có ai vén khăn van cho nàng. Nhưng cho dù có thể cử động, nàng cũng không vén lên. Có một người trong phòng này nàng không muốn nhìn thấy. Ngoài phòng những bông tuyết bay lất vất, khăn van đỏ thấm thỉnh thoảng bị gió thổi tung, cũng đủ cho Hoa Chữ Vũ nhìn thấy những chiếc đèn lồng đỏ thấm trong viện, chữ hỉ đỏ thắm, giấy dán đỏ. Nhưng nàng không cảm nhận được không khí vui mừng nào, còn cảm thấy màu đỏ kia giống như màu máu, thật chói mắt. Hoa Chữ Vũ hít sâu một hơi, hít không khí lạnh lẽo vào trong lồng ngực, trong lòng cảm thấy đau nhức. Đây là đêm động phòng đầu tiên của nàng, cũng là một đêm cả đời này không thể quên. Hoa Chữ Vũ được hai cung nữ nâng ngồi vào trong kiệu, nghiêng về phía hoàng cung. Nàng ngồi ở trên kiệu cảm giác được chỗ đau ở đầu gối dần dần phai nhạt, hiệu lực của thuốc trong rượu hợp cẩn càng lúc càng nặng, nàng mơ màng chìm vào trong bóng tối. Chương 4: Khuôn mặt xấu xí. Khi Hoa Chữ Vũ tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong một gian phòng xa hoa quý phái. Nàng biết mình đang ở trong cung. Nàng đã hy vọng biết bao những chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng hoang đường, nhưng đó lại là sự thật. Nàng thử ngồi dậy, nhưng toàn thân vẫn không có chút sức lực nào. Ngoài nàng cảm giác mệt mỏi, cũng không thấy đau đớn ở đâu. Xem ra thuốc Cử Phượng Ly cho nàng uống chắc chắn là những thứ linh tinh như nhuyễn cân tán, cốt để ngăn nàng không thể phá hỏng lễ hỏa thân. Xem ra Cử Phượng Ly đúng là một người suy nghĩ chu toàn. Tiểu thư, cuối cùng người đã tỉnh, ngủ suốt một tối rồi. Đào Sắc cúi người bước lại, nắm lấy tay Hoa Chữ Vũ. Dễ nhận thấy Đào Sắc đã khóc, đôi mắt sưng đỏ lên khiến người ta cảm thấy chua xót. Khóc cái gì, ta không sao, chỉ là ngủ một giấc thôi. Hoa Chữ Vũ mỉm cười an ủi. Rốt cuộc đã có chuyện gì, tiểu thư, sao thánh thượng lại muốn tiểu thư đi hỏa thân? Hỏa thân không phải là Ôn Uyển sao? Đào Sắc nghẹn ngào hỏi. Hỏa thân cũng không tệ như mọi người nghĩ đâu. Có lẽ so với việc làm nhất phẩm phu nhân của thừa tướng còn tốt hơn nhiều. Đừng khóc nữa, đây là hoàng cung, không phải chỗ có thể tùy tiện khóc. Người mau giúp ta đứng lên. Hoa Chữ Vũ nhăn mày khẽ nói. Tiểu thư, người thật sự không sao chứ?
Đào Sắc lau nước mắt, cẩn thận nâng Hoa Chữ Vũ dậy. Đào Sắc, người có nghe được tin tức gì về phụ thân của ta không? Hoa Chữ Vũ khẽ hỏi. Đào Sắc lắc đầu nói, trong cùng canh giữ rất nghiêm ngặt, nô tỳ không nghe được tin tức gì hết. Hoa Chữ Vũ cúi đầu suy ngẫm. Thứ bây giờ nàng quan tâm tới đó là phụ thân và bà nội nàng. Không biết sau khi bọn họ nghe được tin tức về nàng thì sẽ như thế nào. Ngoài cửa có một cung nữ bẩm báo. Bẩm Mộ Vân công chúa, Thanh Lạc cô cô xin cầu kiến. Cho nàng vào đi. Hoa Chữ Vũ tựa lên tấm chăn gấm thản nhiên nói. Danh hiệu Mộ Vân công chúa này thật khó nghe. Không biết Thanh Lạc cô cô này lại tới truyền ý chỉ gì của Hoàng thượng. Có vài tiếng bước chân chuyển đến, một người phụ nữ bước ra từ sau tấm bình phong. Một bộ cung y đơn sắc, búi tóc ngay ngắn, bên trên còn cắm một cây trầm nạm vàng, lay động theo bước chân. Tuổi cũng không quá già, ước chừng mới hơn 30, dáng dấp đoan chính, chỉ là vẻ mặt có vài phần lạnh lùng, làm cho người ta cảm giác xa cách. Nô tỳ khấu kiến Mộ Vân công chúa. Thanh Lạc nâng mắt nhìn Hoa Chữ Vũ một cái, liền quỳ xuống lại. Không cần đa lễ, có chuyện gì mau nói đi. Hoa Chữ Vũ dịu dàng cười nói, nô tỳ phụng chỉ đến trang điểm cho công chúa. Hiền Vương Bắc Triều đã tới đón công chúa, Hoàng thượng có khẩu dụ bảo công chúa sau khi trang điểm lập tức đi tới đó. Thanh Lạc nhìn lướt qua mặt Hoa Chữ Vũ thản nhiên nói, trên mặt Hoa Chữ Vũ vẫn còn lớp trang điểm hôm qua. Hôm qua bà nội mời tới một vị ma ma giỏi nhất về trang điểm tới phụ giúp nàng chải đầu, đánh mặt, phủ phấn thơm, vẽ môi hồng, trang điểm cho nàng giống như tiên tử. Ngay cả chính nàng nhìn thấy cũng có cảm giác xa lạ. Lạ lẫm cũng phải, bởi vì từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên nàng trang điểm. Đánh phấn son, sơn móng tay, cài tóc, vẽ mày, mặc xiêm y, những việc làm thường ngày của các cô nương. Mặc dù nàng từng thấy qua, nhưng đây là lần đầu tiên khoác lên trên người. Nàng không nghĩ tới mấy thứ này có thể làm nổi bật sự quyến rũ của con gái như vậy, khiến nàng ngây người chết lặng. Trên kiệu hoa, nàng lén lút vẽ một cái bớt trên mắt trái, vốn định hù dọa Cơ Phượng Ly một chút, ai ngờ lại không dùng tới. Nhưng vết bớt này vẫn còn hữu dụng, bây giờ vẫn có thể dùng tới. Không biết hoàng đế biết tin này còn muốn cho nàng đi hỏa thân hay không. Mà giờ phút này, Thanh Lạc cô cô nhìn thấy vết bớt trên mặt Hoa Chữ Vũ có phần dữ tợn, nhưng ánh mắt cũng chỉ hơi lóe lên, không nói gì thêm. Thanh Lạc này là người không hề đơn giản, cũng không hổ là người trong cung, đã quen nhìn cảnh mưa gió. Nếu là người tầm thường nhát gan, nhìn thấy một người như nàng chỉ e đã sợ hãi kêu lớn. Trang điểm cũ trên mặt ta cũng là kiểu trang điểm của tân nương, vậy nên không cần trang điểm nữa, để như vậy là được rồi. Với lại bộ dạng này của ta có ăn diện thế nào cũng như nhau thôi. Hoa Chữ Vũ vẫn ôn nhu cười nói, khiến cái bớt màu đen của nàng càng thêm phần xấu xí. Kể cả như vậy thì để nô tỳ chải đầu cho công chúa, búi tóc của công chúa hơi rối. Thanh Lạc cô cô nói xong, vài tiểu cung nữ cũng bước ra từ phía sau tấm bình phong, trong tay bưng một chiếc khay gấm, bày ra không ít đồ trang điểm. Hoa Chữ Vũ cũng không có ý kiến gì nữa, gật đầu. Thanh Lạc cô cô có một đôi tay rất khéo léo, chỉ một lát sau đã quấn cho Hoa Chữ Vũ một búi tóc rất đẹp, đội mũ phượng, đeo khăn quàng vai, phủ khăn van đỏ thấm che khuất gương mặt Hoa Chữ Vũ. Ngoài phòng sớm đã có kiệu trong cung chờ sẵn. Hoa Chữ Vũ được Đào Sắc và mấy cung nữ kia nâng lên kiệu, đi tới cửa lớn bên ngoài khánh điện. Hoàng đế, hoàng hậu và văn võ bá quan đều đang đứng ở đó, chờ Hoa Chữ Vũ tới bái biện hoàng đế cùng hoàng hậu. Có thể đế hậu biết chuyện cũng không vén khăn van của Hoa Chữ Vũ lên, còn nói vài lời với Hiển Vương Bắc Triều, nói là quy củ Nam Triều bọn họ, con gái khi xuất giá, trước khi vào động phòng không được thấy mặt phu quân thì không được kéo khăn van ra, nếu không sẽ gặp chuyện không may. Mối nhân duyên sẽ gặp trắc trở. Đây là hỏa thân giữa hai nước, Hiển Vương Bắc Triều đương nhiên không dám lỗ mãng, liên tục gật đầu đồng ý. Hoa Chữ Vũ không nhận được tin tức của phụ thân, cũng không dám hành sự lỗ mãng. Vì vậy buổi lễ đưa tiễn này không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dưới sự nâng đỡ của Đào Sắc,
Nàng chậm rãi bước lên thảm đỏ, chậm rãi đi về phía trước. Nàng mơ hồ cảm thấy một bầu không khí khác thường xung quanh. Đó là cảm giác bị bao vây soi mói. Dọc theo thảm đỏ, có vô số ánh mắt nhìn về phía nàng. Đại đa số đều là ánh mắt thương hại. Trong số này, chắc chắn cũng có Cờ Phượng Ly chứ. Dù sao, hắn cũng là tả tướng đương triều. Việc hỏa thân quan trọng như vậy, hắn không thể không đến. Quả nhiên, Hoa Chữ Vũ nhìn thấy một đôi giày thêu màu xanh, bên trên thêu vân vàng, triều phục màu tím, trên vạt áo thêu tiền hạc, đây là triều phục của quan nhất phẩm. Đạo Sắc nói thầm bên tai Hoa Chữ Vũ, tiểu thư, Cờ tướng. Hoa Chữ Vũ cười cười, nàng và hắn bây giờ không có chút quan hệ nào, bước chân đi ngang qua người hắn cũng không dừng lại, đoan trang bước từng bước một, đi qua ngọ môn, về phía xe ngựa đón dâu của Bắc Triều. Lễ bộ phái 500 người vào trong đội ngũ đưa tiễn, thật là phô trương. Dân chúng Vũ Đô cũng đứng chật ních ngã tư đường, chạy tới xem lễ. Tiếng khèn, tiếng chiêng trống vang trời, cực kỳ náo nhiệt. Nhưng lọt vào trong tay Hoa Chữ Vũ chỉ có trầm trọng. Đội ngũ đi về phía Tây, đã ra khỏi Vũ Đô, đến tối thì tới Vân Thành gần Vũ Đô, ở lại trong khách điếm lớn nhất Vân Thành. Dùng xong bữa tối, Hoa Chữ Vũ nằm lên trên giường, cả người không có chút sức lực. Không biết công hiệu của thuốc trong rượu hợp cần còn ưu việt như vậy. Muốn ngăn không cho nàng chạy trốn, không biết Cờ Phượng Ly đã cho nàng uống thuốc gì. Nhuyễn cần tán bình thường, chỉ sau 12 canh giờ, tác dụng của thuốc sẽ tiêu tán. Nhưng đến giờ đã qua 12 canh giờ, cả người vẫn vô lực như cũ. Thuốc này không biết có tổn hại gì đến thân thể hay không. Hoa Chữ Vũ nằm trên giường đang muốn chợp mắt một lát, ngoài cửa sổ chợt phát ra một âm thanh rất khẽ, sau đó có một người từ bên ngoài nhảy vào. Đạo Sắc vừa thấy có người tới, giống như nhìn thấy cứu tinh, tiến lên bắt tay người kia kích động hỏi, cuối cùng cũng tới, Cẩm Sắc tỷ tỷ, hầu gia thế nào rồi? Chương 5. Quân cờ chết. Người mới tới bỏ tay Đạo Sắc ra, bước nhanh đến trước mặt Hoa Chữ Vũ, từ từ quỳ xuống. Tiểu thư, đều là nô tỳ đã hại tiểu thư. Cô cúi đầu xuống, nghẹn ngào nói. Cẩm Sắc, ngươi sao vậy? Chuyện này có liên quan gì đến ngươi? Mau đứng lên đi. Hoa Chữ Vũ nhăn mặt nói, nàng không thể dùng lực, ngoái đầu nhìn ý bảo Đạo Sắc nâng người dậy. Đạo Sắc bước lên phía trước, đỡ Cẩm Sắc đứng lên. Tiểu thư, nếu không phải tại Cẩm Sắc, sao người có thể bị cơ tướng ghét bỏ? Sao có thể bị bắt đi hỏa thân? Cẩm Sắc cúi đầu đỏ mắt nói. Cẩm Sắc cũng là a hoàn trong Hoa phủ, nhưng không giống với Đạo Sắc. Đạo Sắc là a hoàn nuôi trong Hoa phủ từ nhỏ, mà Cẩm Sắc là do Hoa Chữ Vũ mua được trên đường. Lúc đó Hoa Chữ Vũ mới có 6 tuổi, theo bà nội đi đường nhìn thấy vài tên vô lại đang đánh một tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia cùng lắm mới có 6-7 tuổi, quần áo tơi tả, tóc tai rối tung, ôm đầu run lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có những dấu móng tay, quần áo trên người đã bị kéo rách, lộ ra những vết roi đánh chồng chất. Một đôi mắt to tròn, sợ hãi, tuyệt vọng nhìn nàng. Hoa Chữ Vũ nhờ bà nội mua nàng tự tay đám vô lại đó, đem nàng mang về Hoa phủ. Vì nàng nói không nhớ rõ tên họ của mình, bà nội liền gọi nàng là Cẩm Sắc, để nàng làm nha hoàn bên cạnh Hoa Chữ Vũ. Hai người cùng nhau lớn lên, tình cảm rất tốt. Vài năm trước, Hoa Chữ Vũ rời khỏi Hoa phủ, Cẩm Sắc liền đi theo hầu hạ Hoa lão thái thái. Mấy năm nay Hoa Chữ Vũ không ở trong phủ, thấy có một yến hội mà Hoa tiểu thư không thể tham gia, Hoa lão thái thái liền để Cẩm Sắc đóng giả Hoa Chữ Vũ. Vì là giả nên Cẩm Sắc cũng không quá phô trương, không ngờ lại rước về cho Hoa Chữ Vũ một thanh danh không mỹ mạo, không tài đức. Cẩm Sắc vẫn luôn áy náy vì chuyện này. Nhưng chuyện lần này sao có thể trách Cẩm Sắc được, căn bản là không có liên quan tới cô ấy. Cẩm Sắc, người nhìn mặt ta đi. Hoa Chữ Vũ xoay lại phía anh nến để Cẩm Sắc nhìn rõ vết bớt đen trên mặt nàng. Cẩm Sắc sững sờ nhìn Hoa Chữ Vũ nói, tiểu thư, mặt của người bị làm sao vậy? Là ta vẽ đấy, ta định dọa hắn, cho nên việc này không liên quan đến ngươi, ngươi đừng có buồn nữa. Hoa Chữ Vũ khẽ nói. Trong lòng Đạo Sắc cũng rất rõ ràng,
Thật ra Cơ Phượng Ly còn chưa được nhìn thấy vết bớt trên mặt Hoa Chứ Vũ. Môi đỏ sắc giật giật, vừa muốn nói gì lại bị Hoa Chứ Vũ lườm cho một cái. Cẩm Sắc, phụ thân và bà nội thế nào rồi? Hoa Chứ Vũ nhíu mày hỏi. Hôm qua lúc hầu gia tiễn tiểu thư lên Kiệu Hoa, đã nhận được mật chỉ của hoàng thượng vội vàng trở về Tây Cương, nên e là hầu gia vẫn chưa biết chuyện của tiểu thư. Lão phu nhân nghe nói tiểu thư đi họa thân, khóc suốt một đêm, người lo lắng cho tiểu thư, bảo nô tỳ cùng theo, trên đường đi còn có thể chăm sóc cho tiểu thư. Cẩm Sắc lặng lẽ lau nước mắt, nghiêm nghị nói. Hoa Chứ Vũ chưa bao giờ nghĩ đến, mình vừa mới gả đi, phụ thân đã bị chuyển khỏi kinh thành. Tây Lương mới đại bại, lại vừa mới cầu hòa, trước mắt chính là lúc yên bình nhất. Có quân vụ khẩn cấp gì chứ? Chỉ sợ là muốn mình đi họa thân được thuận lợi. Trong lòng nàng có chút lạnh lẽo, đều nói gần vua như gần cọp. Hòa ra bọn họ bán mạng cho hoàng thượng bao nhiêu năm, lại không biết có một ngày bị hoàng thượng bán đi. Lần này, họa thân chỉ sợ cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Hoa Chứ Vũ trầm ngâm một lát. Cẩm Sắc, người đã đến thì ở lại đây đi, để Đạo Sắc trở về. Phương Bắc là nơi rất hoang dã, không cần thêm một người chịu khổ nữa. Cẩm Sắc và Đạo Sắc hoàn toàn khác nhau. Cô từ nhỏ đã phải chịu khổ tới cực hạn, còn cùng Hoa Chứ Vũ học võ. Mấy năm nay cũng thường xuyên luyện võ với những thị vệ trong phủ. Mặc dù võ công không cao, nhưng so sánh với một người có chút võ công, còn hơn là Đạo Sắc vẫn không biết gì. Nếu có thể được, nàng hy vọng cả hai bọn họ có thể trở về. Nhưng bây giờ cả người nàng không có chút sức nào, không thể không có người chiếu cố. Đạo Sắc sống chết cũng không muốn trở về. Hoa Chữ Vũ chỉ đành bảo Cẩm Sắc đem trói nàng lại, báo với Hiển Vương Bắc Triều gửi nàng đi về cùng với đội ngũ hộ tống. Đội ngũ đưa dâu đi thẳng một đường về phía Bắc, đi đến hơn nửa tháng, cuối cùng đã đến được biên giới giữa Nam Triều và Bắc Triều, núi Liên Ngọc. Núi Liên Ngọc là ranh giới tự nhiên giữa Nam Triều và Bắc Triều, thế núi uốn lượn, núi non trùng điệp liên miên không dứt. Qua núi Liên Ngọc chính là địa phận Bắc Triều. Lúc này đội ngũ 500 người từ biệt Hoa Chứ Vũ, quay trở về kinh thành. Từ lúc đó chỉ có hai người Nam Triều là Hoa Chứ Vũ và Cẩm Sắc lẻ loi nơi đất khách quê người. Nàng đứng dưới chân núi Liên Ngọc, từng cơn gió bắc lạnh quấn vào tay áo nàng, trong gió cũng chỉ có bay lượn. Trong lòng nàng không khỏi mất mát, đi qua núi Liên Ngọc, nàng đã chính thức rời khỏi cố quốc. Cuối cùng vẫn phải gả đi sao? Nếu dựa vào tính cách của nàng, nàng đã sớm chạy trốn lúc nửa đường. Nhưng thân phận có hạn, nàng không thể chạy trốn. Nếu nàng đào tẩu, phụ thân và bà nội trong kinh thành nhất định sẽ bị liên lụy. Hơn nữa nàng trốn cũng không thoát, võ công của nàng còn chưa khôi phục. Cẩm Sắc có võ công, dọc trên đường đi đã nhiều lần muốn phá phòng bế của phụ thân, nhưng không hiểu vì sao lại không thành công. Hoa Chứ Vũ hoài nghi, không lẽ nguyên nhân nằm ở chén rượu hợp cần kia? Lúc này, nàng có phần hận Cơ Phượng Ly. Vì sao phải tuyệt tình như vậy? Vì sao phải hạ độc nàng như vậy? Gió nổi lên là gió bắc lạnh thấu xương. Hoa Chứ Vũ bái lạy về phía nam, rồi bước lên xe ngựa. Đi qua ngọn núi này phải mất tới một ngày một đêm. Cho dù xuất phát vào lúc nào, cũng phải ở trên núi một đêm. Nếu sáng sớm bọn họ xuất phát, sáng sớm hôm sau đã có thể tới nơi. Quân sĩ Bắc Triều rất cao hứng, đối với bọn họ mà nói cuối cùng đã trở về nhà. Đêm, ngọn núi trong đêm cực kỳ tĩnh mịch, mùa này cũng không có tiếng chim chóc kêu to, chỉ có tiếng bánh xe nghe rất rõ ràng khiến người ta sợ hãi. Một đêm đi đường như vậy đối với Hoa Chứ Vũ cũng không xa lạ gì. Ngày trước nàng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, nhưng tối nay có lẽ do nội lực bị phong bế, tay chân mềm nhũn. Trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác sợ hãi mơ hồ. Dựa vào trực giác của mình, nàng cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường, giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Cẩm Sắc, người bén mản lên, ta muốn hít thở không khí. Hoa Chứ Vũ khẽ nói. Cẩm Sắc nghe lời bén mản xe lên. Hoa Chứ Vũ nâng tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Con đường các nàng đang đi là một đoạn khe sâu, hai bên là vách núi cao cao. Đối với những người dùng binh,
nơi đây là địa điểm mai phục thích hợp nhất. Lúc này đang là chính hợi, trăng tròng như lụa tỏa sáng khắp bầu trời. Những lùm cây trong sơn cốc vô cùng tươi tốt, ngay cả ánh trăng cũng không hắt được tới chỗ đó, nhưng lại chợt có ánh sáng lóe lên, đã nhanh chóng bị hai mắt Hoa Chữ Vũ bắt được. Trong lòng Hoa Chữ Vũ phát lạnh, nàng hiểu rất rõ, đó là ánh sáng của binh khí phản chiếu dưới ánh trăng. Quả nhiên việc hỏa thân của nàng không phải là một việc hỏa thân đơn thuần, mà là một âm mưu, một ván cờ, còn nàng chính là một quân cờ không thể thiếu trong ván cờ này. Hơn nữa, nàng còn là một quân cờ chết. Chương 6. Nhất định phải chết. Sương mù trên núi mông lung mê hoặc hai mắt, nhưng trong lòng Hoa Chữ Vũ lại trong suốt như gương. Những dấu hiệu này rõ ràng là sắp xảy ra chém giết. Quan hệ Nam Triều và Bắc Triều luôn không hòa thuận. Có lẽ Viêm Đế đã sớm có ý sau khi bình định Tây Cương sẽ trừng phạt Bắc Triều, nhưng lại không đoán được Bắc Triều chủ động đến xin hỏa thân cầu hòa. Việc này đã làm trở ngại hùng tâm của Viêm Đế. Trên đời này, điều dân chúng cần nhất là sự yên ổn. Nếu xuất chiến mà không có lý do, sẽ làm mất lòng dân. Nhưng nếu công chúa hỏa thần vừa ra khỏi biên giới Nam Triều bị ám sát ở núi Liên Ngọc, nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn. Nam Triều có thể chĩa mũi nhọn về phía Bắc Triều, lúc đó xuất binh sẽ là danh chính ngôn thuận. Cho nên, nàng không phải là thay người khác đi hỏa thân, mà là thay người khác đi chịu chết. Ngay từ đầu, sứ giả Bắc Triều lựa chọn Ôn Uyển đi hỏa thân. Sau đó chắc là có người biết kế sách của Viêm Đế, không muốn Ôn Uyển đi chịu chết. Vì thế Hoa Chữ Vũ nàng đã trở thành kẻ chết thay kia. Có lẽ người kia là tả tướng Cơ Phượng Ly. Nếu được lựa chọn giữa nàng và Ôn Uyển, ai chả muốn chọn Nam Triều đệ nhất tài nữ? Ai chả muốn chọn Nam Triều đệ nhất tài nữ? Ai bảo Hoa Chữ Vũ nàng không dung mạo, không tài đức đây? Dĩ nhiên, lựa chọn nàng đi chịu chết còn có một lợi thế khác. Phụ thân nàng là Bình Tây Hầu Hoa Mục. Nếu nàng chết đi, phụ thân nàng sẽ thay nàng báo thù, sẽ dẫn Hoa gia đi trừng phạt phương Bắc, dũng chiến giết địch trên chiến trường sẽ càng thêm mạnh mẽ. Đối với kế sách của Viêm Đế và Cơ Phượng Ly, Hoa Chữ Vũ cảm thấy bội phục vô cùng. Trong lòng không phải không hận, nhưng bây giờ nàng không rảnh rỗi nghĩ đến những chuyện đó. Đối với màn chém giết sắp tới, nàng phải ứng phó như thế nào? Nghĩ thông suốt mọi chuyện, trong mắt Hoa Chữ Vũ có một tia sáng lành lạnh. Nàng không những không đau khổ, ngược lại còn rất bình tĩnh. Hoa Chữ Vũ nàng cũng không phải hạng người chỉ biết ngồi chờ chết. Cẩm Sắc nói với thị vệ đánh xe một tiếng, nói ta cảm thấy không khỏe, cần nghỉ tạm một lúc, bảo hắn bẩm với Hiển Vương để đội ngũ đừng vào hẻm núi vội, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một chút. Hoa Chữ Vũ trầm giọng nói với Cẩm Sắc. Cẩm Sắc theo lời mà đi, chỉ một lát đội ngũ liền dừng lại, vừa mới tới khu vực phía trước hẻm núi. Tiểu thư, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cẩm Sắc hỏi, trong mắt tràn đầy sự quan tâm. Cẩm Sắc, ngươi đừng sợ, có người muốn ám sát ta, chúng ta phải thoát khỏi chỗ này. Hoa Chữ Vũ đè thấp giọng nói, người đỡ ta, chúng ta xuống xe, nói là đi nhà xí, đừng để cho người khác đi theo, sau đó nghĩ cách tìm một chỗ ẩn nấp trước. Kế duy nhất bây giờ cũng chỉ có thể trốn đi trước. Nếu Viêm Đế quyết ý muốn nàng chết, quân sĩ Bắc Triều chắc chắn không thể bảo vệ được cho nàng, bởi vì Viêm Đế phải chắc chắn với số quân của Bắc Triều còn cải thêm tới ám sát, nhất định sẽ đáp thủ. Mà Hiển Vương có bộ râu hoa râm kia cũng không phải là người có võ nghệ cao cường. Cẩm Sắc nghe thấy vậy, sắc mặt trắng bệch sợ hãi, mắt mở trừng trừng. Cô không nói nổi một lời, đỡ Hoa Chữ Vũ xuống xe ngựa, lạnh lùng nói với những tên thị vệ bên ngoài. Công chúa có chút việc, các người canh gác ở trong này. Thị vệ cũng thông minh hiểu chuyện, biết chuyện này là chuyện gì. Dọc trên đường đi, đây cũng không phải lần đầu công chúa đi nhà xí, ai cũng không có hứng thú đi theo. Cẩm Sắc đỡ Hoa Chữ Vũ đi được vài bước, chuyển qua vách núi, xoay người cõng Hoa Chữ Vũ lên lưng, thì triển khinh công vội vã chạy về phía trước. Trên đỉnh núi toàn tuyết động hơn ngàn năm, dẫm lên trên đó phát ra những tiếng xào xạc,
gió táp vào mặt, mang theo hơi lạnh thấu xương. Đường núi gập ghềnh, bỗng nhiên tuyết dưới chân bị sụt, hai người lăn dọc xuống theo triển núi. Phía sau vang lên tiếng người kêu ngựa hí, trong đêm tối càng thêm chói tai, có mùi máu tươi bay theo gió đêm nhẹ nhàng thổi lại đây. Rõ ràng những thích khách trốn trong cốc đã bắt đầu ra tay. Đôi mắt Hoa Chữ Vũ ngừng trọng, hiện lên vẻ sắc bén. Cẩm Sắc vội vàng muốn đứng lên, muốn cõng Hoa Chữ Vũ lên lưng chạy tiếp. Cẩm Sắc, đừng chạy nữa, đêm nay trăng rất sáng, bọn họ sẽ phát hiện ra chúng ta ngay, mau tìm một chỗ trốn đi. Hoa Chữ Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy bên sườn dốc bên cạnh có một lùm cây rất bé. Cẩm Sắc nhìn tuyết dày đọng trước mắt, cắn chặt răng, rồi đột nhiên cởi quần áo trên người Hoa Chữ Vũ. Cẩm Sắc, ngươi muốn làm cái gì? Hoa Chữ Vũ lớn tiếng hỏi. Cẩm Sắc không nói gì, hai ba bước đã cởi giá y trên người Hoa Chữ Vũ xuống, rồi tháo mũ phượng đội đầu với khăn quảng vai. Hoa Chữ Vũ bỗng nhiên hiểu ra Cẩm Sắc muốn làm gì. Nhưng cả người nàng vô lực, không thể ngăn Cẩm Sắc lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cẩm Sắc nhanh nhẹn mặc giá y của nàng lên người. Cẩm Sắc, đừng ngốc như vậy. Hoa Chữ Vũ còn chưa nói xong đã bị Cẩm Sắc điểm trúng á huyệt. Đêm càng lúc càng sâu, ánh trăng sáng treo xa phía chân trời, chiếu rõ cả màu đỏ nổi bật trên người Cẩm Sắc, càng tôn lên vẻ đẹp của nàng. Nàng cười nhợt nhạt, trong đôi mắt đẹp đầy sương mù mông lung. Nàng khẽ hụt khịt cái mũi, không nhìn được rơi xuống một giọt nước mắt. Tiểu thư, năm đó nếu không phải người cứu Cẩm Sắc, Cẩm Sắc đã sớm bị bọn vô lại kia ngược đãi đến chết. Nhiều năm như vậy, cũng là tiểu thư cho Cẩm Sắc một mái nhà. Tiểu thư gặp nạn, Cẩm Sắc nhất định phải cứu tiểu thư. Tuy trên núi này có chỗ ẩn thân, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Cho nên chỉ có Cẩm Sắc đóng giả công chúa đã chết, bọn họ mới có thể ngừng lại. Cẩm Sắc chậm rãi nói, lấy một món trang sức trên cổ mình xuống, đeo lên cổ Hoa Chữ Vũ. Tiểu thư, đây là thứ Cẩm Sắc đeo từ nhỏ, cũng là tín vật đoàn tụ với gia đình. Nguyện vọng lớn nhất kiếp này của Cẩm Sắc chính là đoàn tụ cùng với người nhà. Chuyện này chỉ mong tiểu thư hoàn thành giúp Cẩm Sắc. Cẩm Sắc vừa nói xong, vừa ôm Hoa Chữ Vũ đến một rãnh sâu, lấy tay chôn tuyết lên người Hoa Chữ Vũ. Tuyết không ngừng rơi, chỉ một lát sau đã vùi Hoa Chữ Vũ thật sâu. Cảm giác lạnh như băng kéo tới, nhưng không thể sánh bằng cảm giác lạnh lẽo trong lòng nàng. Cẩm Sắc trên môi Hoa Chữ Vũ không ngừng mấp máy, nhưng lại không thốt ra được thành tiếng. Tuyết chảy xuống miệng nàng, hóa thành một dòng nước chảy vào trong cổ họng, thấm vào trong lòng, giống nhau có một bàn tay vô hình tóm chặt lấy lòng nàng, làm nàng đau không thở nổi. Nàng dùng sức đẩy tuyết trên người ra, nhưng hai tay mềm nhũn, dùng cách nào cũng không có lực. Một loạt tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, dường như nghe thấy có người hô, ở bên kia, người phụ nữ đó ở bên kia. Tiếng gió, tiếng chém giết, tiếng binh khí va chạm, sau đó là một loạt tiếng cười xấu xa. Cấp trên giao nhiệm vụ cho chúng ta cũng không tệ, nhìn làn da mịn màng này, còn có khuôn mặt này, tối nay chúng ta đã vớ được món hời, một giọng nam thô lỗ nói. Chương 7, ánh trăng đỏ. Tối nay huynh đệ chúng ta thật có diễm phúc, có thể nếm thử mùi vị của tiểu thư phú quý trong kinh thành, ha ha. Một giọng nam khác cất lên, giọng nói như vậy ngay cả Hoa Chữ Vũ bị chôn ở trong tuyết cũng nhận ra được sự dâm tà kinh khủng không thể chịu được. Quanh thân mình giá lạnh như băng, nhưng trong lòng Hoa Chữ Vũ lại nổi lên một ngọn lửa vô hình. Nàng thử vận hành chân khí, nhưng trong đan điền trống rỗng mà kinh mạch đau nhức không thể chịu nổi, giống như lúc nào cũng có thể phát nổ. Không có nội lực, nàng không cam lòng, lại vận công, chỉ cảm thấy trong đan điền dâng lên một cỗ hàn khí, trong thoáng chốc chảy khắp toàn thân, tứ chi mềm nhũn. Rốt cuộc đây là loại độc gì, giống như giòi bò chui rúc trong xương, không thể tiêu trừ. Hận, nàng chưa bao giờ hận ai như thế, nàng hận Cơ Phượng Ly, nàng cũng hận chính mình. Nàng không nên để Cẩm Sắc đi theo nàng, nàng nên cho Cẩm Sắc và Đạo Sắc cùng trở về. Cẩm Sắc tuy có võ công, nhưng sao có thể là đối thủ của những người đã được huấn luyện kia. Cẩm Sắc, các người không được đụng vào Cẩm Sắc,
các người không được phép làm tổn thương Cẩm Sắc. Nàng há miệng, nhưng cũng phí công, đôi môi run rẩy kịch liệt, bị điểm á huyệt, yết hầu chỉ có thể phát ra những tiếng khàn khàn, không thể phát ra thành tiếng. Hai tay cố gắng run rẩy gạt tuyết trên đỉnh đầu, một chút, lại một chút. Cuối cùng trước mắt lộ ra ánh trăng trong sáng mà lạnh lùng, đầu nàng đã lộ được ra ngoài. Những tiếng kêu thê thảm của Cẩm Sắc truyền tới, khiến tim Hoa Chữ Vũ đau nhức, nhất thời khí huyết công tâm, một ngụm máu tươi từ trong miệng mạnh mẽ phun ra. Tuyết trắng đọng trước mắt thoáng chốc đã bị nhiễm đỏ, giống như đóa hoa mai đỏ xinh đẹp thê lương. Cả người không ngừng run rẩy, trong lòng đau đớn không thôi. Cẩm Sắc chỉ là một a hoàn, Cẩm Sắc vô tội, vì sao phải thay nàng chịu nhục thê thảm như vậy? Vì sao? Nàng cố hết sức leo ra khỏi khe núi, nhưng mà cú giãy giụa kia đã tiêu tán toàn bộ sức lực của nàng. Nàng chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Băng tuyết bám xung quanh nàng tan chảy thành nước, làm quần áo nàng ướt sũng, cũng đông cứng lại ý thức của nàng. Không biết đã qua bao lâu, nàng bị những tiếng nói chuyện loáng thoáng bên tai làm bừng tỉnh. Điện hạ, bên này có người còn sống. Oa, là một cô nương. Một giọng nam ngạc nhiên vui mừng nói. Hoa Chữ Vũ cảm giác được một cánh tay đang kéo nàng ra khỏi khe tuyết. Hoa Chữ Vũ giật mình, đã hôn mê bao lâu? Hôn mê bao lâu? Cẩm Sắc đâu? Hoa Chữ Vũ thở gấp. Ánh trăng trong sáng mà lạnh lùng chiếu vào khuôn mặt nàng. Vết vớt đen trên mặt đã bị nước tuyết làm nhòe, khiến cả khuôn mặt toàn mực, mà dưới lớp mực kia là một màng trắng bệch. Tầm mắt của nàng xẹt qua những người trước mặt, dừng lại trên đám tuyết phía xa. Nơi đó không có người, chỉ có máu. Màu máu đỏ sậm và tuyết ở chung một chỗ thật là nổi bật. Dưới ánh trăng càng thêm ghê người, đó là máu của Cẩm Sắc. Hoa Chữ Vũ mê màn nghĩ, tất cả cảnh vật trước mắt đều nhiễm một màu máu đỏ tươi. Ngay cả ánh trăng kia hình như cũng có màu đỏ, một màu đỏ chói mắt, một màu đỏ vỡ nát, đỏ tới điên dại. Trong ánh sáng màu đỏ đó như hiện lên gương mặt thanh tú của Cẩm Sắc. Nàng không có tỉ muội gì, trong lòng nàng Cẩm Sắc giống như một người tỉ tỉ vậy. Tuy Cẩm Sắc chỉ lớn hơn nàng một tuổi, nhưng chững chạc hơn nàng rất nhiều, luôn luôn che chở bảo vệ nàng. Tuy Cẩm Sắc luôn lãnh đạm, nhìn qua trông thật xa cách, nhưng chỉ có nàng mới biết nội tâm Cẩm Sắc ấm áp như lửa. Tuy từ nhỏ đã gặp chuyện không may mắn, nhưng Cẩm Sắc chưa bao giờ oán trời oán đất, tâm địa vô cùng thiện lương, đã nhiều lần cứu giúp những người nghèo khổ bên ngoài. Cẩm Sắc mới có 17 tuổi. Một Cẩm Sắc trẻ trung phong nhã như thế, rốt cuộc không nhìn thấy Cẩm Sắc, không còn nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Cẩm Sắc, không nghe được giọng nói lãnh đạm của Cẩm Sắc, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng. Nước tô nhẹ đôi mắt của Hoa Chữ Vũ. Cẩm Sắc đã chết thay nàng. Cô là ai? Cô có phải là Mộ Vân công chúa không? Hay là một a hoàn? Một giọng nói không dám khẳng định vang lên ở phía trước. Hoa Chữ Vũ nhèo mắt lại, nhìn rõ người vừa nói chuyện. Khoảng hơn 50 tuổi, trên trọm râu hoa râm còn dính một mảng đỏ, chắc là máu. Sống mũi kiên nghị, đôi mắt sáng ngời hữu thần, nhìn nàng trong mắt còn có sự chờ mong. Đây là vương gia, chẳng lẽ ngài chưa từng nhìn thấy công chúa? Một thị vệ đứng bên cẩn thận hỏi. Quy tắc của Nam Triều trước khi thành thân không được vén khăn voan lên, cho nên bản vương vẫn chưa nhìn qua. Vương gia trước mắt lặng lặng nói. Xem ra người này là Hiển Vương Bắc Triều. Ông ta không chết. Cũng đúng, ám sát để giá họa cho Bắc Triều, Hiển Vương không thể chết. Cô là Mộ Vân công chúa, đúng hay không? Hiển Vương bước lên phía trước, lo lắng hỏi. Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, có phần hở hững, lại có phần cuồng ngạo, còn thêm phần khinh thường. Hoa Chữ Vũ chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đứng trên sườn núi, thân mình bị vây trong ánh trăng lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra hàn khí vô tận, khiến người ta không dám lại gần. Gương mặt của hắn khuất trong bóng đêm, nhất thời không thấy rõ, chỉ thấy một đôi mắt sáng bức người, bốc cháy lên vẻ kiêu ngạo và cao quý. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, giống như đế vương nhìn xuống chúng sinh.
nơi này không tiện ở lâu, cứu người về trước rồi nói sau. Người đàn ông mở miệng, tiếng nói trầm thấp truyền tới, giọng điệu thản nhiên giống như phảng phất trong gió, lại như băng tuyết đông cứng trên người. Hoa Chữ Vũ há miệng thở dốc, vẫn không thể phát ra được âm thanh. Một gã thị vệ bên cạnh thấy thế vỗ nhẹ lên người nàng một cái, giải khai á huyệt của nàng. Đừng đi, xin các ngài hãy tìm cô ấy, nhất định phải cứu cô ấy. Hoa Chữ Vũ nằm dạp xuống đất. Đây là lần đầu tiên nàng phải luồn cúi như vậy, cũng là lần đầu tiên nàng mở miệng cầu xin người khác. Cho dù Cẩm Sắc có chết, nàng cũng phải tìm được cô ấy. Nàng không thể để Cẩm Sắc phơi thây nơi rừng hoang. Đây là chuyện duy nhất nàng có thể làm được lúc này. Người đàn ông nghe được cô cầu xin, đôi mắt thản nhiên nhìn về phía nàng. Ba quang trong mắt trong trẻo mà lạnh lùng như nước, không giấu được sự lạnh lẽo tĩnh mịch. Ánh mắt bức người như vậy khiến người ta hít thở không thông. Hắn chỉ nhìn qua Hoa Chữ Vũ một lần, liền lạnh lùng mở miệng phân phó thuộc hạ. Các ngươi còn không mau dẫn người rời đi. Nói xong xoay người bỏ đi trước. Có thị vệ nâng Hoa Chữ Vũ từ dưới đất lên, cõng trên lưng hắn đi xuống dưới chân núi. Ha ha ha, Hoa Chữ Vũ nhìn ánh trăng trong sáng mà lạnh lùng kia rất lâu, cười ra nước mắt. Cẩm Sắc, bây giờ ta không thể làm được gì cho muội, nhưng sẽ có một ngày ta sẽ đòi lại công bằng cho muội. Chương 8, Bắc Tử Bằng. Tuy Hoa Chữ Vũ được người đàn ông kia cứu, nhưng đãi ngộ cũng không được tốt cho lắm. Vừa xuống đến chân núi, tên thị vệ kia đã ném Hoa Chữ Vũ xuống đất. Dưới sự ra lệnh của người đàn ông lạnh lùng kia, đem tay nàng trói chặt ra sau, nhét vào một bao tải chứa đồ, miệng túi buộc chặt, nàng không nhìn thấy gì hết, rồi bị người ta coi như hàng hóa ném lên lưng ngựa. Tiếng vó ngựa bắt đầu chạy băng băng, lao đi rất nhanh, không có chút băn khoăn đến nàng chịu sóc nảy trên lưng ngựa, làm nàng không thở nổi, thiếu chút nữa là ngất đi. Trong tiếng gió ù ù phương Bắc, không biết đã bao lâu, tiếng vó ngựa dần dần chậm lại, cũng dần dần nghe thấy tiếng người. Hoa Chữ Vũ bị người ôm ngang thân xuống dưới, chỉ nghe thấy tiếng thị vệ kia hỏi, điện hạ, cô gái này xử lý thế nào? Nhìn xem cô ta chết chưa? Người đàn ông kia thản nhiên mở miệng nói, giọng nói sắc như dao, giống hệt nhiệt độ phương Bắc, lạnh lẽo khiến người ta run rẩy. Thị vệ mở miệng túi, lôi Hoa Chữ Vũ ra ngoài. Ánh sáng đột ngột làm đôi mắt Hoa Chữ Vũ không kịp thích ứng. Nàng cuống quýt nhắm mắt lại, một lát sau mới từ từ mở ra. Nhìn nàng lúc này, mái tóc đen dài rối tung, trên mặt có một vệt đen lớn, còn có màu máu đỏ, vẻ mặt bẩn thỉu, không nhìn rõ nét mặt. Chỉ có một đôi mắt đen sáng ngời, tỏa ra sự lẫm liệt, hào hùng. Gió tạt vào mặt, mang theo không khí lạnh, thổi tung tóc nàng. Từ những khe hở giữa mái tóc, nàng mơ hồ nhìn ra cảnh tượng trước mắt. Đây là một nơi làm nương rẫy, phóng tầm mắt ra xa, có trên 100 cái lều nối tiếp nhau. Không ngừng có quân sĩ Bắc Triều ra vào, nhưng ai cũng không có nói chuyện, chỉ cung kính với người đàn ông trước mắt. Hoa Chữ Vũ đã rất quen với cảnh tượng này, rất quen thuộc. Đây là một chỗ đóng trại trên đường hành quân. Một đôi mắt rất đẹp, chỉ đáng tiếc. Người đàn ông trước mắt than nhẹ. Lúc này Hoa Chữ Vũ mới có thể nhìn rõ người đàn ông đứng trên sườn núi đêm qua. Hắn khoác một chiếc áo choàng màu đen, thờ ơ đứng ở nơi đó, dáng người cực kỳ cao lớn. Gương mặt tuấn mỹ giống như điêu khắc, tóc mai bay nghiêng che một phần lông mi. Một đôi mắt dài hẹp lộ ra một mũi nhọn màu tím. Mắt tím, đôi mắt kia giống như một khối ngọc thượng hạng, trong mắt tỏa ra ánh sáng màu tím, trống rỗng, lại thêm một tia mị hoặc. Nếu như bỏ qua hơi thở lạnh lẽo quanh hắn, nếu như bỏ qua nụ cười mỉa mai đầy ác ý của hắn, không thể nghi ngờ hắn chính là một mỹ nam. Chính đáng tiếc, trời sinh hắn lạnh lùng nghiêm nghị, hơi thở xa cách, khiến người ta không dám chú ý tới vẻ bề ngoài của hắn. Hắn là ai vậy? Hoa Chữ Vũ nhớ tới, mới vừa rồi có người gọi hắn là Điện Hạ. Như vậy đây là thái tử Bắc Triều Tiêu Dận, là đối tượng hòa thân của nàng. Đối với thái tử Bắc Triều, Hoa Chữ Vũ đã từng nghe qua. Lúc đầu nghe từ miệng Đan Hoàng,
Nghe nói trong dân gian có lưu truyền một câu thơ: Nam Bạch Phượng, Bắc Tử Bằng, Tây Tu La, Đông Tài Thần, là để chỉ đương kim tứ đại nam tử võ công tuyệt thế. Nam Bạch Phượng là chỉ Dung Lạc Nam Triều, Bắc Tử Bằng là chỉ Thái Tử Tiêu Dẫn Bắc Triều, mà Tây Tu La là Ngân Diện Tu La trấn thủ Tây Cương, danh Sơ Tà. Đông Tài Thần chính là Thủy Vương Đông Yến, đấu thiên kim. Khi đó Hòa Chữ Vũ còn không thèm bận tâm tới mấy câu chuyện nhảm nhí này. Cái gì mà tứ đại tuyệt thế nam tử, chỉ là có danh không có thực. Ít ra trong đó có hàng giả là nàng. Có thể thấy tin đồn bên ngoài thật không đáng tin. Mà bây giờ nhìn lại, vị Tử Bằng trước mắt này cũng có chút phong thái của tuyệt thế cao thủ. Hòa Chữ Vũ chăm chú đánh giá khiến Tiêu Dẫn có vài phần bất ngờ. Hắn không ngờ lá gan của nữ nhân này cũng không nhỏ. Người dám nhìn thẳng hắn như vậy, trước nay chưa từng có ai. Hắn nâng tay, nắm chặt mũi thương chỉ vào cổ Hoa Chữ Vũ. Nhíu mày nhìn kỹ, hai mũi thương nhọn chống đối với nhau, khiến màu đen trong mắt nàng càng tỏa sáng. Cổ tay Tiêu Dẫn vừa động, mũi thương trong tay hắn sắc bén làm chảy mất mảng da của nàng. Một giọt máu tươi theo đầu mũi thương chảy xuống. Tiêu Dẫn nhíu mày, da thịt tinh tế yếu ớt như vậy, phụ nữ Nam Triều làm từ nước hay sao? Thái tử không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tuy lần này chúng ta trúng gian kế của Nam Triều, nhưng nếu Mộ Vân công chúa chưa chết, chuyện còn có khả năng thay đổi. Hiển Vương trầm giọng nói. Vương thúc, người luôn luôn chủ hòa, nhưng người cũng đã nhìn thấy Nam Triều như hổ đói rình mồi với Bắc Triều ta. Chuyện lần này cũng chỉ là lấy cớ. Cho dù tránh được lần này, lần sau bọn họ cũng không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Không bằng nghênh chiến, chẳng lẽ Bắc Triều chúng ta phải sợ bọn họ hay sao? Tiêu Dẫn lạnh lùng mở miệng, đem trưởng thương để trên cổ Hoa Chữ Vũ về. Trong lòng Hoa Chữ Vũ sững sờ, nếu như Bắc Triều quyết chí chiến đấu, nàng còn có khả năng sống sót sao? Không, nàng không thể chết. Nàng muốn sống tiếp, còn có rất nhiều chuyện nàng cần phải đi làm. Thái tử, Hoa Chữ Vũ mở miệng, phát hiện giọng nói của mình khàn khàn khó chịu. Một ngày một đêm chưa được uống nước, khóe môi sớm đã khô nứt, cổ họng khàn đặc. Thái tử nói đúng, Nam Triều có dã tâm, nhưng mà khụ khụ. Hoa Chữ Vũ không ngừng ho, mãi mới nói đứt quãng. Trước mắt phải tránh được trận chiến này, bởi vì nếu giao chiến bây giờ, trong lòng ngài cũng rõ ràng các ngài không có tới nửa phần thắng. Tôi có thể giúp các ngài né tránh được cuộc chiến này. Khụ khụ khụ. Tiêu Dẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi vai đang run rẩy vì những cơn ho, duỗi tay ra, có người cuống quýt mang tới một túi da trâu đựng rượu. Hắn mở túi rượu, mùi rượu đặc cuồn cuộn xông ra. Một bàn tay hắn đưa tới nắm lấy cằm Hoa Chữ Vũ, mở miệng đem đổ chất lỏng vào trong. Đây hình như là loại rượu đặc trưng của Bắc Triều, vừa mặn vừa tanh, còn mang theo hơi cay nồng. Hắn chút rượu quá nhanh, nàng uống không kịp. Trong lúc sơ ý, đã để chất lỏng đổ vào trong mũi, khó chịu vô cùng. Tiêu Dẫn cũng không để ý, bóp cằm nàng, tiếp tục rót cho đến hết. Cuối cùng, Hoa Chữ Vũ nuốt không nổi, rượu chảy ra bên ngoài. Lúc này hắn mới dừng tay. Hắn từ từ cúi người, mỉm cười trước mặt nàng. Người máu lạnh này, cười lên lại có vẻ mì hoặc khó tả, chỉ là trong nụ cười kia có sự châm biếm khiến người ta run rẩy. Bản vương không sợ khai chiến, cũng không muốn né tránh, nhưng cô yên tâm, tuy cô không phải người phụ nữ bản thái tử coi trọng, tuy cô chỉ là một đồ thay thế, nhưng bản thái tử sẽ không để cô chết. Nói xong, nụ cười của hắn đông cứng lại, lạnh giọng ra lệnh, người đâu, đưa cô ta vào hồng trại. Hiển Vương không dám tin vào lỗ tai mình, thái tử lại đưa công chúa hỏa thân vào hồng trại. Nhưng hồng trại là nơi ở của quân kỹ kia mà, chẳng lẽ... Chương 9. Đưa vào hồng trại. Hồng trại, không có ai biết rõ hai chữ này hơn Hoa Chữ Vũ. Nàng đã từng phẫn nộ xông vào trong hồng trại, lôi những tướng sĩ vào đó mua vui, đánh mỗi người 20 quân côn. Nàng còn định đưa tiễn tất cả những quân ký kia về quê hương. Nhưng nguyên soái phụ thần của nàng không đồng ý. Nói đây là nhu cầu của đàn ông, mà ngoài dự đoán,
những quần ký này cũng không muốn rời đi, còn quỷ gối nói muốn được ở lại. Nói đây là con đường mưu sinh của các nàng, đừng chặt đứt con đường tiền tài của các nàng. Những cô nương này bị cuộc sống bức bách lại cam tâm tình nguyện dùng thân thể để kiếm tiền, thậm chí có vài phần thích thú. Nàng cũng rất thông cảm, mà hôm nay Tiêu Dận lại ném nàng vào trong hồng trại. Thái tử, tuy cô ta không phải Ôn Uyển, không phải thái tử phi, thái tử lựa chọn, nhưng cô ta cũng là con gái của Bình Tây Hầu Nam Triều. Ôn tiểu thư kia, bản vương có nghe nói, cơ thể cô ta yếu đuối, thuốc men châm cứu không ngừng. Người như chim hoàng yến sao có thể sống nổi ở Bắc Triều chúng ta? Hiển vương vội vã đi tới, ân cần khuyên nhủ. Thái tử, ngài đừng xúc động, trăm ngàn lần không thể đưa Mộ Vân công chúa vào hồng trại. Cô ta là con gái của Hoa Mục đó. Vương thúc, người không cần nói nữa. Tiêu Dận xoay người lại, nhìn Hoa Chứ Vũ đang quay cuồng nôn mửa, cất giọng mỉa mai. Chẳng lẽ cô ta không phải là chim hoàng yến? Hai người các ngươi còn không mau mang cô ta đi. Xem ra Tiêu Dận không chỉ phẫn nộ với sự hãm hại của Nam Triều lần này, mà sợ đã nhắm vào chúng Ôn Uyển. Giờ người lại bị đổi thành nàng, khiến hắn có cảm giác bị sỉ nhục sâu sắc. Nếu như lần hòa thân này thật sự là Ôn Uyển, chắc hắn sẽ không vô tình với cô ta như vậy. Hoa Chữ Vũ hò khan vài tiếng, hai thị nữ trong quân. Hoa Chữ Vũ hò khan vài tiếng, hai thị nữ trong quân đã đi tới, một tả một hữu đỡ nàng đứng dậy. Dọc trên đường đi, có không ít binh sĩ vui sướng nhìn nàng, thấp giọng thì thầm. Hừ, Nam Triều dám giở trò với thái tử của chúng ta, tưởng là chúng ta sợ họ thật sao? Nhìn cô công chúa Nam Triều này xem, sắp bị đưa vào hồng trại. Đêm nay chúng ta cũng phải đến hồng trại vui vẻ một chút, nếm thử xem mùi vị của công chúa Nam Triều có khác gì phụ nữ Bắc Triều chúng ta hay không. Hoa Chữ Vũ lặng lặng nghe những lời của đám binh sĩ này, trong đôi mắt trong trèo mà lạnh lùng không lộ ra chút tình cảm nào. Chỉ một lát sau, phía trước mặt xuất hiện một túp lều phủ màu hồng. Hai thị nữ đưa nàng vào bên trong, chỉ cho nàng một cái giường liền rời đi. Hoa Chữ Vũ ngồi ở trên giường, nhíu mi đánh giá bên trong. Đây là một cái lều trại dành cho hai người ở. Giường ở bên trong được ngăn cách bằng rèm vải. Bên trong quần doanh này cũng chỉ được coi là một hồng trại hạng ba, bởi vì những quân ký thượng đẳng đều được ở một mình trong một trại. Trên một cái giường khác hiển nhiên là có người, có thể nghe được tiếng nam nữ thở dốc. Cách một lớp rèm vải, cơ hồ nhìn thấy được hai bóng người đang dây dưa. Bóng người chớp lên liên tục, rõ ràng có quân ký đang tiếp khách. Hoa Chữ Vũ nhắm hai mắt lại, ngã vật xuống giường. Trong đầu có rất nhiều ý tưởng xẹt qua, nhanh như chớp. Bây giờ nàng phải làm như thế nào mới có thể thoát được cảnh nhục nhã trước mắt? Hơi rượu xông lên mạnh mẽ, cả người bắt đầu nóng lên, đầu óc choáng váng, hôn mê bất tỉnh. Trải qua một đêm chôn trong tuyết, cơ thể đã rất lạnh. Việc Tiêu Dận mạnh mẽ rót hết rượu cho nàng lại chính là cứu sống nàng. Nếu không chắc chắn nàng sẽ phát bệnh. Loại rượu này quá mạnh, nhưng tử lượng của Hoa Chữ Vũ cũng không kém, nên không bị say. Nàng mơ mơ màng màng nằm ở trên giường, nghe thấy tiếng thở dốc bên trong dần dần dừng lại, có tiếng bước chân vang lên. Nàng lạnh lùng mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông cầm lấy quần bước ra bên ngoài. Muội tử là người mới tới sao? Tên gọi là gì? Ta tên Trục Hương. Một cô nương thướt tha đi từ bên trong giường ra, vừa sửa sang lại quần áo trên người, vừa ngân nga hỏi. Cô nương này ước chừng hơn 20 tuổi, cũng có vài phần tư sắc, quần áo bằng vải bông, búi tóc xõa tung hơi rối. Một cành trong cải ở trên tóc khẽ lắc lư theo nhịp bước đi. Ơ, muội tử, sao mặt của muội bẩn như vậy? Không lẽ muội là tù binh? Nhưng ta không có nghe nói thái tử đi đánh giặc mà. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Để ta giúp muội rửa mặt nhé. Trục Hương ngạc nhiên nói, đúng là một người tốt bụng. Không cần. Hoa Chữ Vũ lạnh lùng mở miệng. Nàng không muốn rửa mặt chải đầu gì hết. Để nguyên vẻ mặt như thế này, có thể dọa được quân sĩ tới đây mua vui được bao lâu thì được. Nhưng để như vậy, có đàn ông nào muốn tìm muội chứ? Nếu đã làm nghề này, nên tìm cách kiếm thêm chút bạc.
Tuy quân danh có chu cấp cho chúng ta mỗi tháng được ít bạc, nhưng những người đàn ông tới mua vui mỗi lần chơi xong sẽ thưởng cho chúng ta không ít, lâu ngày cũng tích góp được một món không nhỏ. Trục Hương ngồi bên cạnh khuyên nhủ Hoa Chứ Vũ. Trục Hương chắc chắn đã làm nghề này rất lâu. Ta không định kiếm bạc, xin lỗi, ta cảm thấy hơi mệt. Hoa Chứ Vũ nhắm mắt lại. Vậy muội tử nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trục Hương rất biết điều, lắc lắc mông trở về giường của mình. Màn đêm buông xuống rất nhanh, mọi âm thanh đều ngừng lại. Trên vùng đất hoang vắng mênh mông, gió bắc thổi tới như tiếng gào khóc thảm thiết, làm người ta nghe xong cảm thấy run rẩy. Gió lạnh chui vào qua những khe hở trên lều, bên trong thật sự rất lạnh. Hơi rượu sớm đã tan hết, không có nội lực hộ thể khiến nàng bắt đầu thấy lạnh. Nhưng Hoa Chứ Vũ lại cảm nhận được cơ thể không mềm nhũn nữa, dần dần có thể cử động. Trong lòng Hoa Chứ Vũ cảm thấy nghi hoặc, nàng vẫn chưa rõ Cầu Phượng Ly đã cho nàng dùng loại độc gì, dùng thứ gì mới có thể giải độc. Nhưng hình như đêm nay độc đã được giải một cách khó hiểu. Từ đêm qua đến giờ, nàng chỉ uống mỗi túi rượu của Tiêu Dận. Chẳng lẽ rượu chính là thuốc giải độc? Giải dược lại đơn giản như vậy sao? Hoa Chứ Vũ có trăm mối nghi ngờ cũng không thể giải đáp. Lại đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên những tiếng bước chân, đúng là đang đi tới trại của nàng. Trong lòng Hoa Chứ Vũ căng thẳng, Trục Hương nằm cách vách tối nay không có khách, đã đi ngủ từ lâu. Nếu có người tới đây, hy vọng không phải đến tìm nàng. Cửa lều bị người dùng sức gõ rất mạnh. Hoa Chứ Vũ nghe thấy một giọng nam quát lớn. Mở cửa, nữ nhân đến từ Nam Triều, còn không mau mở cửa hầu hạ. Chương 10, khách làng chơi tới cửa. Tiếng gõ cửa rất lớn, đánh thức cả Trục Hương đang ngủ say. Cô châm nến, khoác thêm quần áo liền đi mở cửa. Chợt nghe thấy tiếng loàng xoàng, người bên ngoài đã không đợi được nữa, dùng một cước đá văng cánh cửa. Một bóng người cao lớn xông vào. Ôi chao, thì ra là Đạt Kỳ. Đạt Kỳ hữu úy cũng đến đây sao? Ngài... Gương mặt vốn đang tươi cười của Trục Hương đột nhiên trở nên cứng ngắc, ngay cả lời nói cũng không lưu loát nổi. Trước đây chỉ cần có người tới cửa, Trục Hương đều luôn tươi cười chào đón. Vẻ mặt hôm nay đúng là có phần khác thường. Hoa Chứ Vũ nhìn qua, chỉ thấy người mới tới thật uy mãnh. Ban đêm lạnh như vậy, hắn lại chỉ khoác hở một chiếc áo choàng, lộ ra một mảng da thịt lớn màu đồng cổ. Còn có những cơ bắp trước ngực đập phập phồng. Trên má phải có một vết sẹo rất dài, dưới ánh nến trông vô cùng dữ tợn. Chẳng trách Trục Hương sợ hãi như vậy. Người tên Đạt Kỳ này vừa nhìn thấy cũng biết là người không biết thương hương tiếc ngọc. Khách nhân như vậy, đến cả một kỹ nữ quân danh như Trục Hương cũng không muốn tiếp. Chỉ là người đàn ông đáng sợ này lại tới tìm nàng. Nếu đã bị đưa vào hồng trại, Hoa Chứ Vũ cũng biết có một ngày nàng sẽ gặp phải loại chuyện này. Nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. Những người này định không cho nàng thở nữa sao? Phải làm thế nào đối phó với hắn như thế nào? Người này hiển nhiên là thuộc hạ cấp cao của Tiêu Dận. Nhìn cả người hắn hùng hãn, còn có bộ pháp nhanh nhẹn, trên chiến trường nhất định là một viên mãnh tướng. Lúc này, nội lực của nàng vẫn chưa khôi phục, không khác gì người bình thường. Nàng không phải là đối thủ của hắn. Người nọ trừng mắt nhìn Trục Hương, rồi lấy một tay đẩy Trục Hương ra, bước chân thùng thùng đi về phía Hoa Chứ Vũ. Cô chính là công chúa Hỏa Thân, đến từ Nam Triều. Hắn đi đến trước giường, vươn cánh tay cường tráng, một tay kéo Hoa Chứ Vũ rời khỏi giường, để sát vào ánh nến mờ nhạt, mở to mắt đánh giá nàng. Ánh mắt kia giống như loài sói cuồng dã đang quan sát con mồi của mình. Hoa Chứ Vũ không hề phản kháng, nàng vẫn chưa tìm thấy cơ hội tung ra một kích tất trúng. Cố nén sự chán ghét trong lòng, chịu đựng mùi rượu phun ra từ miệng hắn, chịu đựng ánh mắt soi mói của hắn. Ha, sao mặt lại bẩn như vậy? Oa, làn da thật sự rất trơn mượt, tuy khuôn mặt không được đẹp lắm. Ha ha, nhưng mà đại nhân ta cũng không ngại. Người đàn ông vươn ngón tay đầy vết chai sạn sờ soạng khuôn mặt trắng mịn của Hoa Chứ Vũ, rồi buông tay ném Hoa Chứ Vũ xuống giường. Đứng dậy, cởi áo khoác ngoài của mình ném xuống,
lại cúi người cởi quần áo Hoa Chứ Vũ. Quần áo trên người Hoa Chứ Vũ là quần áo Cẩm Sắc đổi cho nàng, là quần áo của Cẩm Sắc. Người đàn ông Bắc Triều không có kiên nhẫn, cởi từng lớp quần áo, giơ tay xé rách. Tiếng xé lùa rơi vào trong tay Hoa Chứ Vũ, giống như tiếng sét giữa trời quang. Cẩm Sắc hôm đó cũng bị người ta lăng nhục như vậy. Bị thương giống hệt như băng, đông cứng cả lòng nàng, phẫn nộ lại giống như lửa, tích tụ chất nổ trong lòng. Băng và lửa luân phiên nhau, nàng lặng lẽ rút cây châm cài trên đầu, nắm chặt trong tay. Cây châm cứng rắn đâm vào lòng bàn tay nàng phát đau. Lần đầu tiên Hoa Chứ Vũ cảm thấy trước mắt mình quá cuồng ngạo. Vì sao không bao giờ mang theo vũ khí phòng thân? Trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào chiếc châm bạc này. Thật ra nàng không muốn giết người, nhưng nàng không thể không ra tay, bởi vì nàng nhất định phải sống sót. Vị đại nhân này, đừng vội. Hoa Chữ Vũ bỗng nhiên cười với người đàn ông trước mặt, cúi đầu, giọng nói khàn khàn, lộ ra vẻ mị hoặc khiến người ta không thể cự tuyệt. Nụ cười bất ngờ của nàng làm người đàn ông hơi sửng sốt. Hoa Chữ Vũ nâng cánh tay lên, ngón tay thon thả xoa nhẹ phía sau gáy hắn, trượt dần xuống dưới, mà người này không biết nguy hiểm, cúi người định hôn lên mặt Hoa Chứ Vũ. Ánh mắt Hoa Chứ Vũ ngừng trọng, châm bạc trong tay đã đâm sâu vào sau gáy người đàn ông kia. Chu lên một tiếng, ngao, thân hình cao lớn liền lăn lộn xuống đất. Hoa Chứ Vũ không dám lơi lòng, vội vã nhảy xuống. Ngón tay ngọc khống chế huyệt đạo của hắn, mà châm bạc trong tay đè lên động mạch trên cổ người đàn ông. Châm bạc không đủ sắc, nếu không một kích vừa rồi cũng đủ cho hắn tới gặp Diêm Vương. Người đàn ông căm phẫn trừng mắt, nhìn cô gái trước mặt với vẻ mặt không thể tin được. Cô dám xuống tay với bản tướng quân? Cô muốn làm gì? Ánh mắt soi mói của hắn trừng lên hung tợn. Hoa Chữ Vũ cười, ánh mắt xinh đẹp cong lên. Nụ cười đặc biệt ôn hòa tao nhã, không hề có sát khí. Nhưng không hiểu sao, Đạt Kỳ lại cảm thấy sợ hãi. Hắn tin cô gái trước mắt này tuyệt đối có thể vừa mỉm cười vừa giết chết hắn. Đạt Kỳ cũng không phải hạng người sợ chết, nhưng hôm nay lại bị một cô gái áp chế, việc này đối với hắn là sỉ nhục tới mức nào. Hắn tức giận tới trán nổi đầy gân xanh, gào thét giống như hổ báo. Cô, à kỹ nữ này, ta muốn giết cô, ta muốn giết cô. Hỏa Chư Vũ tăng thêm ít lực vào cây châm, máu trên cổ Đạt Kỳ lập tức trào ra, tiếng gào thét cũng giảm bớt đi. Còn kêu nữa, có tin ta sẽ cho người câm miệng luôn không? Hoa Chữ Vũ thản nhiên nói, đôi mắt cực lạnh như hầm băng sâu không thấy đáy, có cả làn sương mù quấn quýt. Ta đến hỏa thân là đã gả cho thái tử các ngươi, trên danh nghĩa ta còn là người của thái tử. Quan hệ hai nước Nam Bắc đang ác liệt nên thái tử mới đem ta tới nơi này. Nhưng mà ai có thể nói trước một ngày nào hiểu lầm giữa hai nước được giải trừ. Đến lúc đó thái tử các ngươi sẽ đem ta ra ngoài. Đến lúc đó những người đến đây giống như ngươi sẽ có kết cục như thế nào? Đạt Kỳ sửng sốt, sở dĩ đêm nay hắn dám tới nơi này là bị thuộc hạ giật dây, lại uống chút rượu nên nhất thời xúc động. Bây giờ nghe Hoa Chứ Vũ nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn đi theo thái tử Tiêu Dận lâu như vậy, cũng không bao giờ đoán được tính tình của thái tử. Tuy cô nương này đã được đưa đến hồng trại, nhưng nói thế nào vẫn là người của thái tử. Thì ta thề với trời, tuyệt đối không tới tìm công chúa gây phiền toái. Lúc trở về ta cũng sẽ ra lệnh cưỡng chế thuộc hạ của ta không được tới đây. Hắn kiên định nói. Hoa Chữ Vũ nhìn thấy sự hối hận trong mắt hắn, biết lời hắn nói là thật, liền giải huyệt đạo của hắn. Đạt Kỳ cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt trong quân danh, giết hắn cũng không có kết quả tốt. Đạt Kỳ vươn người đứng lên, ôm chiếc cổ rớm máu, nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn Hoa Chứ Vũ rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cô đúng là công chúa hỏa thân sao? Cô cũng lợi hại thật, có thể khiến Đạt Kỳ nghe lời như thế. Trục Hương đã đi tới bên giường nàng, cực kỳ không phục nói. Trong lòng Hoa Chứ Vũ không có chút vui mừng nào. Nàng không biết đuổi Đạt Kỳ đi rồi liệu còn có ai tìm tới hay không. Nếu còn thêm một lần nữa, nàng nên ứng phó như thế nào? Chương 11. Túy Hoa Giàn.
4-5 ngày tiếp đó trôi qua rất nhanh, nhưng không tệ như Hoa Chứ Vũ nghĩ. Không biết có phải do Đạt Kỳ cấm cửa thuộc hạ của mình hay không, mà qua nhiều ngày như vậy cũng không có ai tới tìm nàng. Tuy vậy, cuộc sống hàng ngày của nàng cũng không tốt hơn chút nào. Ở trong hồng trại hạng ba này, mỗi khi Trục Hương tiếp khách, Hoa Chứ Vũ đều nghe thấy hết, xấu hổ vô cùng. Đến hôm nay, Hoa Chứ Vũ thật sự không nhịn nổi nữa, liền đi ra ngoài hồng trại dạo chơi. Đi ra ngoài mới biết, bên ngoài hồng trại không hề có binh sĩ trông coi. Hoa Chứ Vũ còn nghĩ Tiêu Dần sợ nàng đạo thoát sẽ phái người tới đây canh giữ, nhưng xem ra Tiêu Dần vốn không hề để tâm tới nàng. Có lẽ hắn đã sớm vứt cô công chúa Hỏa Thân này lên 9 tầng mây mà quên lãng. Bởi hắn quên đi cũng là chuyện tốt, mà cũng có chỗ không tốt. Điều này cho thấy chiến tranh giữa Tiêu Dận và Nam Triều là việc không thể tránh khỏi. Hoa Chứ Vũ đi loanh quanh trong doanh trại một vòng, phát hiện chỗ hạ trại nằm ở dưới ngọn đồi cao. Nhìn quy mô doanh trại có thể thấy đội ngũ lần này của Tiêu Dận ước chừng khoảng 20.000 người. Nói như vậy, lúc Tiêu Dận tới đón Hiển Vương cũng đã có ý phòng bị. Xem ra Tiêu Dận cũng không phải hạng người hữu dũng vô mưu. Trời đã tối, những đám mây trôi mờ mịt trên bầu trời xanh lam, lúc ẩn lúc hiện, chậm rãi quay quanh thảo nguyên. Chỉ lát sau, Hoa Chứ Vũ đã đi tới phía sau doanh trại, phát hiện chỗ này có một hồ nước ngọt, xung quanh có những đồng cỏ khô. Nhìn lướt qua hồ nước, có thể thấy cánh đồng cỏ sơ sát tiêu điều. Mỗi chỗ tuyết đọng lại, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng xanh như phỉ thúy. Mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng xanh như phỉ thúy. Đến lúc lại gần thì hoàn toàn tan biến. Vùng trời hoang vu nối tiếp nhau, nhốt cả bầu trời hoa lệ trong đó. Chỉ là trong hoàn cảnh như vậy, trốn đi cũng rất bất lợi. Đưa mắt nhìn ra xa, một vật cản tầm mắt cũng không có. Tuy không có binh sĩ canh gác hồng trại, nhưng thỉnh thoảng vẫn có quân sĩ tuần tra trong doanh trại. Nếu muốn rời khỏi đây cũng không dễ dàng gì. Nhưng ý chí muốn trốn đi trong lòng Hoa Chứ Vũ đã rất mãnh liệt. Nàng không biết tình hình Nam Triều hiện tại ra sao, chỉ có thể đoán nhất định sau khi nghe tin nàng đã chết, lão hoàng đế sẽ vội vã điều binh khiển tướng. Tính ngày nếu phụ thân dẫn binh từ Tây Cương tới cũng chỉ mất chừng nửa tháng. Nếu Tiêu Dận đã một lòng muốn đánh, nàng phải chạy trốn trước khi cuộc chiến diễn ra. Nếu không, tình cảnh của nàng sẽ rất nguy ngập. Hoa Chứ Vũ đi dọc theo hồ nước ngọt một vòng, lập tức đã nhận lấy ánh mắt cảnh giác của những binh sĩ tuần tra. Ai, không được đi về phía trước, nếu không chúng ta sẽ bắn tên. Một binh sĩ lớn tiếng nói. Hoa Chứ Vũ cuống quýt cúi đầu xuống. Hôm nay nàng đi ra ngoài, sợ có người nhớ mặt, nên trên mặt bôi rất nhiều son phấn của Trục Hương, trắng trắng đỏ đỏ, lại rất hợp với thân phận quân kỹ. Nàng yếu ớt. Vì quân gia này, tiểu nữ ở trong trại cảm thấy hơi bị bách, nên ra ngoài đi dạo một chút. Chỉ sợ là ra đây chào hàng, ha ha ha. Nhưng mà trông người cũng có vài phần tư sắc. Tên gọi là gì, khi nào quân gia rảnh sẽ tới chỗ người chiếu cố. Một binh sĩ khác cao giọng nói. Hoa Chứ Vũ chịu đựng sự chế nhạo của hai người họ, ngẩng đầu nhìn bầu trời thăm thẳm. Hoa Chứ Vũ chịu đựng sự chế nhạo của hai người họ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thăm thẳm, khẽ cười nói. Tiểu nữ tên là Lưu Vân. Một đóa mây trôi, các người có giỏi cứ đi tìm đi. Trở lại hồng trại, khách hàng của Trục Hương đã rời đi, chỉ còn một mình Trục Hương ngồi trên giường đếm bạc. Nhìn thấy Hoa Chứ Vũ trở về, liền nhét mấy khối bạc vụn vào tay Hoa Chứ Vũ. Công chúa, hôm nay cô vẫn không có khách, chút bạc vụn này là tâm ý của Trục Hương. Còn có hai bộ quần áo mới của ta cũng chưa mặc lần nào, cô cầm lấy mặc đi. Trục Hương đúng là một người nhiệt tình. Hoa Chứ Vũ cười cười, đưa tay nhận lấy. Nếu như nàng muốn trốn đi, trên người không thể không có bạc. Tuy Hỏa Thân chỉ là diễn trò, nhưng của hồi môn của nàng cũng không ít. Hai xe lăng la cầm y, nhưng đều ở chỗ của Tiêu Dận, một bộ cũng không được mặc. Quần áo trên người đã sớm rách nát bẩn thỉu, không thể mặc nổi nữa. Tâm ý này của Trục Hương nàng sẽ ghi tạc trong lòng.
Hai ngày sau, Hòa Chứ Vũ đã tìm hiểu được một chút về doanh trại, đồng thời cũng biết được vị trí trại ngựa. Mấy ngày nay, dựa vào những câu chuyện của quân sĩ Bắc Triều khi tới tìm Trục Hương, Hòa Chứ Vũ biết tối nay Tiêu Dận sẽ mang theo thần vệ của hắn ra ngoài. Tối nay không đi, còn đợi tới khi nào? Đêm, mặt trăng treo phía chân trời, tản ra ánh sáng trong trèo mà lạnh lùng. Hòa Chứ Vũ tô son chát phấn cho giống một quân kỹ, đi ra khỏi hồng trướng. Vạn nhất có bị quân sĩ tuần tra phát hiện, nàng chỉ cần lấy cớ nói là đi thị tẩm. Qua Trục Hương, nàng biết có một ít tướng lĩnh cao cấp không thích tới hồng trại mà gọi các nàng tới chỗ bọn họ. Tuy lúc này Hoa Chứ Vũ không có nội lực, nhưng thân thủ vẫn còn nhanh nhẹn, tránh được hai ba tốp quân sĩ tuần tra đi thẳng tới trại ngựa. Ánh mắt Hoa Chứ Vũ chuyển động, liếc nhìn chúng một đại hắc mã. Toàn thân con ngựa này màu đen, cưỡi vào ban đêm rất khó nhận ra. Hơn nữa màu lông sáng bóng, bốn vó thon dài, bụng nhỏ mông dày, tốc độ chạy có thể sánh với cung tên bay ra khỏi dây. Là loại ngựa tốt khó gặp, Hòa Chư Vũ rất tin tưởng vào con mắt nhìn ngựa của mình. Nàng một lòng muốn trốn đi, lại quên mất một chuyện. Những con ngựa bình thường đều có tính nhận chủ, cho nên lúc Hòa Chư Vũ kéo con ngựa đen ra khỏi chuồng, đang muốn xoay người nhảy lên ngựa, lại đột ngột bị nó đá hậu. May mà Hoa Chứ Vũ phản ứng cực nhanh, lăn một vòng tại chỗ tránh được cú đá của nó. Nàng nhíu mày cười lạnh. Tốt, người xa sút, đến cả con ngựa này cũng muốn xì nhục nàng. Nàng đang định nhảy lên lần nữa, thuần phục con ngựa này, lại chợt nghe thấy tiếng nói chuyện chuyển tới. Hoa Chứ Vũ sững sờ, nếu bị phát hiện trong trại ngựa, bọn họ cũng không cần biết nàng có thị tẩm hay không mà sẽ trực tiếp bắt trói về. Nàng xoay đôi mắt tròn trong veo, phát hiện ra thấy bên cạnh chuồng ngựa có hai chiếc xe ngựa, trên xe ngựa còn có thùng gỗ, hình như có hương rượu tràn ra từ đó. Hòa Chư Vũ mở một thùng gỗ ra, phát hiện bên trong trống không. Thật đúng là trời cũng giúp nàng. Nàng lập tức xoay người chui vào bên trong, đậy kín nắp thùng. Chỉ cần đợi hai người kia đi rồi sẽ thoát ra ngoài. Nhưng chuyện không như mong muốn, hai người kia lại đi về phía xe ngựa. Trong đó có một giọng thô lỗ vang lên. Giờ này không hổ là Túy Hoa Gian, hương vị quá tuyệt. Hừ, không được nói lung tung. Nếu để điện hạ biết chúng ta uống trộm rượu, người với ta đều bị mất đầu. Một người cảnh giác nói. Hoa Chư Vũ trốn trong thùng rượu, chợt thấy cả thùng chấn động, còn mình chuyển động theo chiếc thùng. Vận khí quá kém, hai người kia lại nâng đúng chiếc thùng gỗ nàng trốn lên. Nhưng mà bọn họ muốn nâng thùng này đi đâu? Đâu có kịp thở. Chương 12. Quả nhiên là rượu ngon. Vốn thùng này được dùng để đựng rượu, bên trong vẫn còn hương rượu lưu lại. Không chỉ đậm đà, còn thơm mát hơn những loại rượu nàng từng uống rất nhiều. Nghĩ tới rượu, Hòa Chứ Vũ lại nhớ tới cảnh bị Tiêu Dận ép uống, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Hai người nâng thùng rượu vừa đi vừa nói chuyện. Từ câu chuyện của họ, Hòa Chứ Vũ biết được. Rượu này đi theo đoàn xe vận chuyển lương thảo từ kinh đô Bắc Triều tới đây. Trong lòng trầm xuống, ngay cả lương thảo cũng đã chuẩn bị. Xem ra, trận chiến này không thể tránh được. Nàng phải chạy trốn kiểu gì đây? Việc cấp bách bây giờ là làm sao có thể trốn ra khỏi thùng rượu này. Nghe hai người bọn họ nói là định đem rượu đến trại chứa đồ. Hòa Chứ Vũ cuộn chặt thân mình không dám cử động. Chỉ có thể đợi đến khi bọn họ thả thùng rượu này xuống. Quay về bê nốt những thùng rượu còn lại, nàng mới có thể có cơ hội thoát thân. Quả nhiên, chỉ một lát sau, thùng rượu khẽ chấn động, giống như được người ta đặt xuống đất. Hòa Chứ Vũ chỉ đợi hai người kia đi rồi sẽ đi ra. Ai ngờ lại có tiếng bước chân chuyển tới, còn có tiếng người hỏi, đây là rượu ngon mới đem tới tối nay sao? Giọng nói của người này có cảm giác quen thuộc, hình như đã nghe qua ở đâu. Hai người kia cuống quýt đáp, bẩm Tạ úy tướng quân, đây đúng là rượu mới mang tới tối nay, là rượu ngon Ngự Phường mới ủ ra, Túy Hoa Gian. Được rồi, hai người các ngươi khiêng thùng rượu này đi theo ta. Người nọ lại tiếp tục nói,
Trong lòng Hoa Chứ Vũ thầm kêu không ổn, chỉ cảm thấy thùng rượu lại chấn động. Nàng lại được nâng lên cao. Lúc này hai người kia không dám nói chuyện. Giữa ban đêm yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân rất đồng đều. Bỗng nhiên nghe thấy hai người thì thầm nói với nhau. À, trên đường đi chúng ta đã uống hết một thùng. Thùng đó người đã bỏ đi chưa? Ta quên chưa bỏ, nhưng chắc chắn không phải là thùng này. Nếu không sao lại nặng như vậy? Một người khác nói. Người không thấy là nặng quá mức sao? Người đi trước như nghĩ ra chuyện gì đó, cúi đầu nói. Hoa Chứ Vũ nhắm chặt hai mắt. Bây giờ các người mới phát hiện ra sao? Chợt nghe giọng nói quen thuộc kia quát. Các người còn thầm thì gì nữa? Mau khiêng vào trong đi. Vâng, hai người đồng thanh đáp. Hoa Chứ Vũ cảm thấy thùng rượu lại chấn động, chắc chắn đã được đặt xuống đất. Rồi những tiếng bước chân có trật tự càng ngày càng xa, hình như đã lùi ra ngoài. Hoa Chứ Vũ bị hương rượu làm cho mơ hồ, chỉ biết yên lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, vô cùng yên tĩnh, hình như là không có người. Nếu không dựa vào nhĩ lực của nàng, nhất định phải nghe được động tĩnh gì đó. Hoa Chứ Vũ lặng lẽ nâng tay, nâng nắp thùng lên một đường nhỏ, nhào mắt nhìn ra ngoài. Đây là một lều trại rất lớn, điều kiện tốt hơn so với chỗ nàng đang ở nhiều, cùng cách bài trí cực kỳ hoa lệ. Trên giường có một tấm thảm rất dày, ngoài ra còn đặt thêm một cái chậu than. Than bên trong đang còn cháy đỏ, khiến cả căn phòng ấm áp như mùa xuân. Trên chiếc bàn nâu đỏ bày ra một chiếc lô hương bằng đồng, điều khắc hình phi long trông rất sống động. Trong miệng rồng còn phun ra nuốt vào những làn khói nhẹ nhẹ, vấn vít quấn chặt tinh thần của người ta theo làn khói lơ lửng. Phi long, dù là Nam Triều hay Bắc Triều, người có thể sử dụng đồ vật chạm trổ hình rồng, ngoài hoàng đế chỉ có thái tử. Xem ra đây là trại của Tiêu Dận. Trong lòng Hoa Chứ Vũ run sợ, đúng là người sa sút, cả vận khí cũng quay lưng lại với nàng. Sao lại bị khiêng tới trại của hắn? Ánh mắt nàng đảo qua, nhìn thấy trong trại không có ai. Đang muốn bước ra ngoài, chợt nghe một loạt tiếng bước chân chuyển tới. Hoa Chú Vũ cuống quýt đẩy nắp thùng lại, cố gắng nín thở. Tiếng bước chân đã đi vào trong, nghe giọng nói không phải chỉ có một người, nhưng không có ai nói chuyện. Không khí bên trong căng thẳng vô cùng. Trường Tích, lấy bản đồ địa hình ra đây. Giọng nói hở hững, lại mang chút giá lạnh, giống như gió bắc làm người ta phát lạnh. Tiêu Dận nhanh như vậy đã quay trở lại. Vâng, điện hạ. Vẫn là giọng nói quen thuộc kia. Cuối cùng Hoa Chứ Vũ nghĩ cũng ra, bảo sao giọng nói này nàng cảm thấy quen thuộc. Trường Tích này nàng đã từng gặp hắn một lần. Một tiếng động vang lên, là tiếng trải bàn đồ, sau đó lại rơi vào im lặng. Điện hạ, Bình Tây Hầu Hoa Mục thật sự khó đối phó như vậy sao? Một giọng thô vang lớn. Giọng nói này cũng quen thuộc, chính là Đạt Kỳ. Hoa Mục thật đúng là rất khó đối phó, nhưng trước mắt hắn lại thiếu một tướng tài phụ tá, thực lực yếu đi không ít. Như vậy có lẽ chúng ta vẫn có cơ hội chiến thắng. Tiêu Dần thản nhiên nói. Điện hạ, ngài muốn nói tới ai? Đạt Kỳ hỏi. Điện hạ nói tới thiếu tướng quân dưới trướng Hoa Mục là Ngân Diện Tu La, danh sơ tà. Dưới trướng hắn có một đội quân tên là Sát Phá Lang, là một đội quân toàn những người mồ côi, phong thái tác chiến rất dũng mãnh. Còn có bốn thân vệ đặt tên lần lượt là Bình An Khang Thái. Nhưng mà nếu quân địch gặp phải bọn họ, vĩnh viễn sẽ không được an khang bình yên. Lại một giọng nói xa lạ cất lên. Hoa Chữ Vũ thật không ngờ được những người này lại biết rõ về danh sơ tả như thế. Ngân Diện Tu La kia rất lợi hại sao? Để Đạt Kỳ ta đi thu thập hắn. Đạt Kỳ nói. Chỉ sợ cả đời này ngươi cũng không có cơ hội. Hắn đã thua trong tay Trường Tích, còn đã chết. Nhưng Trường Tích, ta thật sự nghi ngờ hắn có thật là do người giết hay không? Giọng nói kia đầy hoài nghi. Hừ, ngay cả Trường Tích cũng không đánh lại, còn gọi là Ngân Diện Tu La nỗi gì? Đạt Kỳ suy một tiếng. Hắn thật sự rất lợi hại, ta chỉ là may mắn mới thắng hắn. Trường Tích thấp giọng nói. Thật ra, cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể tin chính mình đã giết chết vì tiểu tướng mặc áo bào trắng kia. Tuy hắn đã mất, nhưng đội quân dưới trướng hắn
Sát Phá Lang vẫn nằm trong đội quân tiên phong của Hoa Mục. Tiêu Dận trầm giọng nói, bỗng nhiên truyền đề tài hỏi, đó là cái gì? Là rượu mới chuyển tới, nghe nói là rượu do Ngự Phường mới ủ, cho nên thuộc hạ liền sai người mang tới cho Điện Hạ một thùng. Điện Hạ muốn nếm thử hay không? Nghe nói là rất ngon. Giọng nói thản nhiên của Trương Tích chuyển đến. Tiếp theo lại nghe được tiếng bước chân đi tới phía Hoa Chữ Vũ. Trong lòng Hoa Chữ Vũ thở dài, thật sự không xong rồi. Tên Tiêu Dận này nghiên cứu bản đồ địa hình thì nghiên cứu bản đồ địa hình đi, còn uống rượu gì nữa. Chỉ thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời, nắp thùng đã được nâng lên. A, à, ngươi là ai? Thị nữ vừa mở thùng ra rất thông minh, phát hiện thấy chuyện lạ, liền đưa đẩy mạnh một cái. Hoa Chữ Vũ còn chưa kịp đứng lên, đã ngã lăn theo thùng rượu. Tiếp đó là một loạt tiếng rút đao, 1, 2, 3, 4, 5. Không đếm nổi số đao kiếm đã đặt lên cổ nàng. Quả nhiên là rượu ngon. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Dận truyền đến, mang theo sát khí nặng nề. Chương 12. Chật vật mà mị hoặc. Giờ phút này Hoa Chữ Vũ vô cùng chật vật. Sau khi lăn lộn một vòng, quần áo Trục Hương đưa cho đã chảy từ trên đầu vai xuống, lộ ra nửa bờ vai trắng nõn. Quần áo này không hổ danh là quần áo của những cô nương phong trần. Cổ áo mở quá rộng, mái tóc đen rơi xuống, trải rộng như tấm thảm, sáng bóng lấp lánh. Trên cơ thể còn có mùi rượu ủ, cả người tỏa ra một sự hấp dẫn vô cùng. Tuy chật vật nhưng cũng đủ mị hoặc. Áp cô ta lại đây. Tiêu Dận lạnh lùng nói. Hoa Chữ Vũ bị Trường Tích và Đạt Kỳ giải áp, đẩy ngã xuống trước mặt Tiêu Dận. Nàng cũng không phản kháng. Trong lòng nàng rất rõ, một khi phản kháng lại chắc chắn sẽ bị cho là thích khách, mà tình hình của nàng bây giờ cũng không đánh lại được bọn họ. Nói, ai phái người tới, dám đến ám sát Điện Hạ? Nếu không nói, ta sẽ chém người. Đạt Kỳ lớn giọng quát, đại đao trong tay hướng thẳng tới trước ngực Hoa Chữ Vũ. Đạt Kỳ, lui ra. Tiêu Dận thản nhiên nói, trong giọng nói bình tĩnh, không nghe rõ vui mừng hay tức giận. Đạt Kỳ nghe thấy vậy vội bỏ đao xuống, ngẩng đầu lên. Tiếng nói của Tiêu Dận truyền tới từ đỉnh đầu, trầm thấp mà lạnh lẽo. Hoa Chữ Vũ nhìn tấm thảm lông thú dưới đất, trong lòng hỗn loạn. Tình huống phát sinh tối nay hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của nàng, không biết có bị nhận ra hay không. Tiêu Dận, Trường Tích, Đạt Kỳ đều từng gặp qua nàng, nhưng may mắn là bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thật sự của nàng. Mấy hôm trước, trên mặt lem luốc bẩn thỉu, ngay cả chính nàng cũng không nhận ra, mà đêm nay nàng lại cố ý trang điểm rất đậm. Nghĩ như vậy, Hoa Chữ Vũ liền từ từ ngẩng đầu lên, một đôi mắt sáng lẳng lặng nhìn về phía người đàn ông nắm giữ sự sống chết của nàng. Tiêu Dận mặc một chiếc áo khoác dài rộng, tùy ý dựa trên ghế. Đôi mắt tím tỏa ra ánh sáng mê người, nhưng cũng không che hết được vẻ âm u lạnh lẽo. Hắn đang nhìn nàng, thâm sâu và lạnh lùng như vậy, khiến người ta có cảm giác đang bước trên tấm băng mỏng. Kiêu ngạo mà tôn quý, tạo cho người ta trăm tầng áp lực. Thích khách, Tiêu Dận vươn ngón tay dài, gõ gõ trên bàn, hở hững hỏi. Không phải, Hoa Chữ Vũ nhẹ nhàng nói, thanh âm mặc dù rất thấp, nhưng ngữ điệu lại vô cùng kiên định. Tiêu Dận nheo mắt, ánh mắt sắc bén nhìn từ đầu vai trắng nõn đến chiếc cổ thon dài của Hoa Chữ Vũ, còn có xương quai xanh như ẩn như hiện, uể oải hỏi. Quân kỹ? Mẹ người mới là quân kỹ. Trong lòng Hoa Chữ Vũ thầm rủa một câu, trên mặt lại nở nụ cười điên đảo chúng sinh, dịu dàng nói, vâng. Dưới ánh mắt sáng rực của Tiêu Dận, Hoa Chữ Vũ cảm thấy cả mặt nóng lên. May mà lớp son phấn trên mặt đủ dày, người ngoài không nhìn thấy có gì bất thường. Bàn tay theo bản năng muốn kéo cổ áo lên, đến giữa đường thì dừng lại. Thân phận của nàng nếu làm những động tác như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ. Hoa Chữ Vũ chậm rãi buông tay xuống, thầm cắn răng. Tiểu Dận, tốt nhất ngươi nên cầu khẩn trời xanh, đừng để rơi vào trong tay Hoa Chữ Vũ ta. Nếu không, ta nhất định sẽ đem người bán vào Niệm Nô Kiều Lương Châu, nơi đó truyền thù mùa nam kỹ, dung mạo như ngươi chắc chắn rất được hoan nghênh. Ồ, không thể không thừa nhận,
Thủ đoạn này của cô cũng khiến ta có đôi chút hứng thú. Nhưng mà trước nay bản điện hạ chưa bao giờ chạm vào kỹ nữ, giống như cô vậy. Sau này cô đừng nên lãng phí tâm cơ nữa. Đôi mắt tím thản nhiên đảo qua người nàng, hắn nói. Nhưng mà tối nay bản điện hạ có vài phần vui vẻ, không biết cô có tài nghệ gì có thể cho bản điện hạ thưởng thức. Bảo nàng biểu diễn cho hắn xem. Hắn nói như vậy, nàng lại cảm thấy may mắn. Dù sao hắn cũng không nhận ra nàng, nghĩ nàng là một quân kỹ muốn cầu dẫn hắn, biểu diễn cho hắn xem. Tuy nàng không cam lòng nhưng vẫn phải làm. Nếu nàng nói không thì có ai tin nàng là quân kỹ? Nhưng không có thứ gì nàng không biết, không chỉ biết mà còn rất thuần thục. Cầm kỳ ca vũ, kỳ kiếm xạ, bảy món này có gì không tinh thông? Không biết vì sao phụ thân lại muốn nàng học hết những tuyệt kỹ này. Năm nàng 8 tuổi đã bị phụ thân đưa đến núi Hương Phất, mời một vị sư phụ truyền dạy các loại tài nghệ cho nàng. Vũ kỹ, cầm kỹ và sướng khúc của nàng đều do một tay Huyền phu nhân dạy dỗ. Năm đó Huyền phu nhân từng là một cô nương phong trần nổi danh ở kỹ viện. Cầm khúc của bà là khúc nhạc ngàn vàng khó cầu. Về sau không biết vì sao Huyền phu nhân lại tránh xa trốn hồng trần, vào trong núi ẩn cư. Phụ thân dẫn theo nàng tìm kiếm nửa năm mới nghe ngóng được chỗ ẩn cư của Huyền phu nhân, bái bà làm sư phụ tập luyện tài nghệ. Huyền phu nhân đối với nàng cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cần hơi lời biếng sẽ trừng phạt không chút mềm lòng. Do đó nàng đã học tập rất chuyên cần. 4 năm sau, Huyền phu nhân nói bà không còn gì để dạy cho nàng nữa, cho nàng xuống núi. Những thứ nàng học được cũng không ít. Cầm kỹ của Đan Hoàng sau khi được nàng chỉ điểm cũng chính là một khúc khó cầu. Chỉ là mấy năm gần đây, tuy nàng học xong những tài nghệ này vẫn chưa có cơ hội bộc lộ tài năng của mình. Cầm của nàng chỉ để tự đàn cho mình nghe, múa cũng chỉ để cho một mình xem. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới lần đầu tiên biểu diễn lại dưới thân phận một quân kỹ, mà người thưởng thức cũng là kẻ đầu sỏ khiến nàng phải làm quân kỹ, tiêu giận. Thật sự không cam lòng. Nàng nghĩ trong quân doanh của Tiêu Dận chắc là không có đàn, vậy nên nàng mỉm cười nói. Điện hạ, ta không có tài nghệ gì, chỉ có cầm kỹ miễn cưỡng có thể lọt tai. Nàng thật muốn nhìn xem Tiêu Dận có thể lấy đàn ở đâu ra. Đánh đàn? Ánh mắt Tiêu Dận lóe lên, ánh sáng màu tím trong mắt càng thêm đậm. Lưu Phong, lấy nhiễu lương của bản cung ra đây. Một thị vệ mặc hắc y đáp. Vâng. Chỉ một lát sau đã cầm một cây dao cầm ra để trước mặt Hoa Chứ Vũ. Không ngờ Tiêu Dận lại có đàn, còn là một chiếc đàn cổ quý báu. Chỉ cần nhìn chất gỗ cũng biết đây là một cây đàn cổ. Nước sơn màu đen giấu đi bề mặt sáng bóng, nhìn qua rất cũ. Trên mặt đàn phủ kín những sợi dây mỏng. Cây đàn tuy không đẹp mắt nhưng chính là nhiễu lương danh cầm Huyền phu nhân thường nhắc tới. Hoa Chữ Vũ duỗi ngón tay ra thử âm. Âm sắc của danh cầm quả nhiên khác biệt, không những thanh trong mà dư âm còn vang mãi không thôi. Không thể không thừa nhận, Hoa Chữ Vũ bị cây đàn này hấp dẫn, ngón tay vuốt ve mặt cầm đầy thương tiếc, trong mắt tỏa ra ánh sáng động lòng người. Thật đúng là hảo cầm, không hổ là nhiễu lương. Nàng thì thào lẩm bẩm, một kỹ nữ mà cũng biết đây là hảo cầm sao? Tiêu Dận lạnh lùng mở miệng, rốt cuộc cô có đánh đàn được hay không? Đây là bảo bối mà điện hạ chúng ta vất vả lắm mới có được. Có người nói cầm khúc dễ nghe, bản tướng quân còn chưa nghe bao giờ. Cô mau đàn đi, để điện hạ và bọn ta được mở rộng tầm mắt. Đạt Kỳ đứng ở một bên la hét. Hoa Chữ Vũ ngước mắt, thản nhiên cười nói. Nếu đã vậy, ta xin được phép đàn, không biết điện hạ muốn nghe khúc gì? Nàng giơ những ngón tay ngọc thon dài ra, lướt qua dây đàn. Người Bắc Triều sao có thể hiểu được tiếng đàn kỳ diệu đến thế nào? Ngày xưa nhạc công Công Minh Nghi đàn khúc Thanh Giác Chi Tao cho Châu nghe. Châu chỉ nằm ăn cỏ như cũ. Mà đêm nay, nàng cũng một lần trở thành Công Minh Nghi. Tùy cô, chỉ cần không đàn những khúc quá nhàm chán. Tiêu Dận trầm giọng nói, lông mi khép lại, che khuất đôi mắt hắn.
đột nhiên thả lòng người, tay khẽ nâng cằm, mái tóc dài tùy ý đổ ra phía sau, nhàn nhã như một con báo đang dạo chơi. Người đàn ông này, sự lạnh lùng sắc bén và khí phách bá đạo của hắn có thể coi dưới thật thoải mái. Vậy ta sẽ đàn một khúc tên Chuyển Ứng Khúc. Hòa Chữ Vũ nói xong, bàn tay trắng nõn vươn ra, khẽ vuốt lên dây đàn.